trời ơi, mỗi lần em cứ về cái nhà này là nhìn cái nhà cửa nó cứ vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy đấy. Nghĩ mà tội thân phận cho cái gia đình của em. Nhà có mỗi một mẹ một con thôi, cứ đi làm cả ngày về là không bao giờ thấy bóng dáng của nó. Cái gì em cũng tự làm cả, đi ra ngoài đường tự làm việc, rồi về nhà em tự làm việc. Nói chung mọi việc là em đều tự xử, giết em quen rồi. Ôi, đi về mệt chết luôn rồi, còn phải tự may vá nữa này. Khổ thân em không. Ôi, không nhờ được con cái tí gì cả hết. Xe chỉ mấy kim em luồn kim, mấy kim em luồn kim. Đấy, mỗi lần em hát cái bài này em lại cứ nghĩ đến cái thân phận của em. Em cái ví như là sợi chỉ, mà chồng em cứ ví như là cây kim ấy. Mà cây kim nó chết quách đi rồi. Bây giờ bởi vậy nhiều lúc cần cây kim để dùng, không có cái gì để dùng cả. Quá ư là buồn. Thôi hát bài khác cho đỡ buồn. Chị là chị hai xinh, tàng tình là chị hai đứng, đứng một mình. Nhiều lúc thấy xinh càng xinh, đứng một mình. Nhiều lúc thấy xinh càng xinh. Công nhận đấy, mỗi lần em hát bài này xong em thấy em xinh thật đấy quý vị ạ. Xinh quá luôn đấy. Đấy, em hát hình như có ai ủng hộ em ấy, cười khúc khích nữa cơ. Ô chết, nhà có khách à? Dạ, chào cụ ạ. Dạ cụ Tì Mai ạ. Hậu phải không? Dạ. Không nhận ra anh hả? Dạ. Anh là Thọ nè, Việt kiều Biêu Liên Nguyễn Trường Thọ, từ Mỹ về kiếm em nè. Cụ ơi, chắc là cụ nhầm nhà rồi, chứ nhà con không bao giờ mà quen ai là Việt kiều mà tên là Billy Nguyễn Trường Thọ cả. Không có nhầm đâu. À, đây có phải là ngõ 6, dạ, khu phố 6, phường 6, số nhà 286, xẹt 66, xẹt 16, xẹt 6, đường Võ Thị 6. Dạ, bây giờ không phải trời tháng 6 mà tại sao mưa ướt áo ạ? Cái gì? Dạ. Cụ đọc kiểu gì mà mưa nó tầm tã nó bay lên mặt con ạ. Dạ, đúng đây là địa chỉ nhà con rồi. Nhưng mà cụ Tì Mai ạ. Ủa, nói vậy em không phải là Hậu vẫn hay trích trác hàng đêm trên internet chứ anh sao? Dạ, lúc nãy mưa tầm tã, bây giờ lại mưa lã chã ạ. Là cụ già quá nên nói tới đâu phun mưa đến đấy à. Dạ đúng đây là nhà con rồi ạ. Nhưng mà cụ tìm Hậu. À đúng rồi. Dạ con là Hoa, con gái của con là Hậu. Cả cái làng này ai cũng kêu mẹ con là Hoa Hậu. Mẹ con là tự tin thế ớn, tự xưng mình là Hoa Hậu chứ. Dạ vậy là cụ là khách rồi ạ. Khách quý lâu ngày đến nhà chơi. Dạ mời cụ ngồi ạ. Dạ cảm ơn. Dạ để con lấy nước cho cụ dùng nhá. Khỏi có nước suối rồi. Dạ cụ ơi không được đâu, người ta nói ấy, khách tới nhà không trà thì nước, để con lấy nước cho cụ. Chết hết trà cụ ạ. Cụ đợi con lấy nước khác cho cụ nhá. Ủa nước dừa hả? Dạ không, đây là nước mưa mà đựng trong gáo dừa ạ. Đấy cụ biết không, mấy khi mà ông trời ông phun mưa xuống, vừa phun một khát là con phải lấy lu con hứng ngay. Cụ uống cái nước này ấy, nó ngon mà nó ngọt, nó còn tinh khiết hơn cả cái nước suối nhà cụ đấy ạ. Cảm ơn. Dạ cụ dùng ngon nhá. Cụ ơi cụ uống khéo khéo gạt mấy con lăng quăng ở trong lu ấy. Cụ ơi cụ đừng phun, cụ đừng phun. Ông bà ta có nói ở dơ thì sống lâu, cụ cứ uống nuốt hết là cụ thọ lâu lắm cụ ạ. Dạ cụ uống ngon nhá. Chết cụ ơi, cụ ngồi yên, cụ ngồi yên, cụ ngồi yên. Úi trời ơi, úi trời ơi cụ ơi, con xin lỗi cụ, nhà ruồi muỗi nhiều quá cụ ạ. Để con đập tiên sư chúng nó. Muỗi dám bay vào mồm khách này, muỗi dám bay. Ôi chết rồi cụ ơi, nó lại vo ve vào miệng của cụ rồi. Cụ đứng đây đợi con đập đấy. Trời ơi. Dạ sao ạ? Thế này là một ruồi chứ đâu phải con ruồi đâu. Con nốt ruồi hả cụ? Ôi chết, thế Việt kiều về là cứ phải có con ruồi đậu trên mồm đấy hả cụ? Phải, có mình tôi có hả? À, thế là cụ độc quyền chứ gì. Dạ con xin lỗi cụ, tí thì nữa là cụ rụng hết cả răng rồi. Dạ, không còn cái răng ăn cháo. Dạ, cụ ơi, dạ mời cụ ngồi. Dạ con hậu đậu quá. Cụ ơi, thế hôm nay cụ đến nhà của con là hình như là cái hậu nó có người ở nước ngoài gửi quà gì về cho nó hả cụ? Dạ đâu có. Dạ. Con xin tự giới thiệu. Dạ. Con là người yêu của hậu. Ủa, bác sao vậy bác? Dạ. Bác sao vậy? Dạ không sao ạ. Dạ. Bác ơi, bác là má của hậu mà bác kêu con bằng cụ nghe kỳ quá. Dạ. Thật sự tôi không biết ai kỳ, chứ tôi mà kêu cụ bằng con nó mới là tổn thọ tôi đấy cụ ạ. Thế năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ? Đấy, nghe cụ nói xong mà con ho sặc sụa luôn, sắp chết luôn. Cụ bao nhiêu tuổi ạ? Dạ. Cụ bao nhiêu? Khó nói quá, bác đoán thử coi. Cụ tầm 70 chưa? Dạ chưa tới. Chứ bao nhiêu ạ? 69. Cớm 70 với 69 cũng như nhau, còn rút bớt tuổi làm cái gì? Bớt tuổi nào hay tuổi đó. Thế sao mà, tại sao cái con hậu nhà con nó quen cụ từ lúc nào mà con không hay biết nhỉ? Thật sự là cụ quen với nó từ lúc nào hả cụ? Dạ, tại vì con với hậu á hẹn nhau lúc giữa đêm không à. Cái gì? Cái hậu nhà con và cụ quen nhau vào lúc nửa đêm? Cái con điên này nó dám hẹn cụ tò te tú tí vào nửa đêm hả? Dạ không phải, ý con nói là con với hậu chít chát với nhau trên internet lúc nửa đêm. Bị lo bàn tính chuyện tương lai cho nên nói hơi lâu. Dạ. Dạ cụ ơi, con nói cụ nghe, tương lai cụ không còn nữa đâu, đừng bàn nữa nhá. Với lại ấy, con thấy là cái tình hình tại sao là con của con ấy mà con bán biết bao nhiêu heo gà lợn qué để mua cho nó mỗi một cái computer để nó học hành. Cuối cùng nó lại lên mạng nó chít chát, quen ngay một cái ông già như là cái ông cụ cố tổng. Không thật đấy. Mà cụ này, sao mà cụ già mà cụ lấy vợ muộn thế? Sao không lấy sớm sớm một tí? Cụ chọn người cho xứng đôi vừa lứa. Cụ lấy con gái nhà con, người ta nhìn vào người ta lại bảo cụ là già mà ham chơi chống bỏi đấy. Chống gì cũng được, miễn còn kêu là tốt rồi. Sớm có gõ được hay không nữa mà đòi kêu. Ôi trời ơi. Ôi mời ngồi cái. Để tôi kêu khách ra, tôi kêu con tôi ra nhá. Hậu ơi, ra có khách kìa. Ôi giời. Mẹ gọi con à. Đang bận quýnh cả tay xong nhà ấy. Ấy chết, nhà mình có khách hả mẹ? Dạ con bẩm cô. Cái bà nội bà ấy, người yêu của bà đấy, qua mà gặp gỡ giao lưu đi. Con làm gì có người yêu già thế? Này người yêu à? Người yêu gì mà già thế? Cái này người yêu. Trời ơi, đây phải hậu không? Sao cầm mã tấu giống đầu gấu vậy? Dạ xin lỗi cụ. Mà cụ là ai? Trời ơi hậu, em không nhìn ra anh hả? Billy Nguyễn Trường Thọ nè. Billy Nguyễn Trường Thọ. Ừ, người dẫn chích chát với em hàng đêm đó. Tên nghe nom cũng quen, sao mà không giống hình internet? Trời. Chắc là anh vote tới mình 20 năm rồi phải không? Đâu có, 30 năm. Thế nickname của cụ là gì? Trẻ mãi không già. Đúng, trẻ mãi không già. Có bao giờ trẻ đâu mà bảo già. Chứ còn nickname của tôi là gì nào? Nhỏ hoài không lớn. Con mình nó dở người. Đúng thật không? Đấy. Nhỏ hoài không lớn. Mình bé thì giấu đi còn vạch cho người ta xem. Con này con điên. Anh, đúng là anh Thọ của con rồi đấy mẹ. Anh Thọ. Sao anh già thế? Thật sự ấy, nhìn hai người tình tứ nhau mà tôi cứ ngỡ như là ông và cháu. Ôi. Mẹ này, con xin giới thiệu với mẹ nhé. Đây là anh Thọ, Billy Nguyễn Trường Thọ, Việt kiều Mỹ đấy mẹ, vị hôn phu của con. Anh, chào mẹ đi anh. Dạ, con chào má. Ôi trời ơi, trời cao đất dài ơi. Mẹ, sao mà tôi không có phúc như thế này. Mẹ gặp con rể rể tương lai sao lại buồn là thế nào? Mẹ đây, mẹ là người đầu tiên trong làng có rể Việt kiều Mỹ, mẹ phải hãnh diện lên. Hãnh diện cái gì mà hãnh diện? Mẹ nhìn con rể tương lai của mẹ, mẹ cứ nhớ gương mặt của ông ngoại con ngày sắp mất con à. Trời ơi, trời ơi. Mẹ này, nó linh tinh là nào? Tinh tinh. Ai nhỉ? Anh bảo em đấy, là tháng tới mới về, sao lại đổi ý đột ngột, làm người ta chưa có chuẩn bị gì hết. Anh cũng tính vậy á, nhưng mà tại vì anh nhớ em quá, không ăn được, ngủ được, cho nên anh mới đổi đại vé về với em đó mà honey. Yêu quá đi. Ủa má em có bầu hả? Bầu cái đầu nhà ông ấy. Ông nghĩ sao mà bầu? Lúc tôi nhìn hai cảnh hai người ái ân nhau mà tôi nổi hết cả da gà đây này. Cơm bố không ra bố, con không ra con, chả ra cái gì cả. Anh đợi em xíu nhá. Em nói chuyện với má em. Mẹ này, từ nay đừng gọi anh ấy bằng cụ nữa nhá. Anh ấy là rể tương lai của mẹ đấy. Anh có chuyện gì nói với mẹ nói đi. Dạ. Dạ thôi, cụ cứ đứng một chỗ đi. Cụ mà di chuyển đến đây chắc là đến Tết năm sau đấy cụ à. Để con đến cho nhanh nhá. Dạ. Cụ có chuyện gì muốn nói, cụ nói đi ạ. À. Dạ sao ạ? À? Dạ, con tính về đây gặp má để bàn cái chuyện đám cưới con với Hậu đó mà. Dạ thôi, khỏi bàn tính, cụ cứ đưa nó thẳng qua nước Mỹ hộ tôi nhá. Chứ cưới hỏi là tôi nhục như con cá nục nhá. Ôi trời ơi. Dạ nhưng mà ý con này mà... Này xin lỗi nhá, tôi đây không dỗi hơi mà để khiêu vũ với bầy sói nhá. Mẹ. Ôi trời ơi là trời. Đời người con gái có một lần. Con cứ tưởng là mẹ muốn một cái đám cưới thật linh đình để cho nở mày nở mặt với hàng xóm. Nở nồi thì có ấy cô à. Cô nghĩ sao mà cô đám cưới với cái ông già này. Cái ngày đám cưới đi ra đường tôi với cô nhìn vô ai biết ai là cô dâu hả cô nỡm. Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng tượng cái cảnh hai người cưới nhau, thật sự tôi lại cứ buồn nôn. Má ơi, má có sao không vậy? Cảm ơn anh, tôi không sao, nhưng mà nhìn anh hình như có chăng thì phải đấy. Anh có vấn đề gì phải không? Sao má hay vậy? Ừ. Con muốn restroom. Cái gì? Trời mùa hè nóng nực là mà bị rét run à? Hả? Mẹ quê quá. Restroom là đi tiểu tiện đây. Dạ. Tiểu tiện thì đi nhanh, đi vãi hết cả ra nhà người ta nữa này. Em lấy giùm anh cái vali cái, trời ơi. Tôi lại còn vali nữa cơ, trời ơi. Nhanh nhanh cái đi. Đây này em ơi. Công nhận đồ Mỹ cái gì cũng bự cả. Vali cao hơn em đấy. Đây. Còn cái gì nữa đây? Chắc là lấy cái bô ra đi tiểu sao? Cái gì? Bô đâu mà để trong vali. À. Má sao tưởng tượng quá. Trời ơi. Cái này là cái thuốc gì đây? Thuốc bổ thận, anh uống thế nước. Mà chắc anh mua lộn thuốc hay sao á. Anh mua toa vua Minh Mạng mà nó bán anh vua Tự Đức mới chết chứ. Ui, quá đi hết. Thôi anh đi. Đi nhanh lên vãi hết cả ra nhà người ta kia kìa. Đi đâu đấy? Dạ thì đi vô tiểu. Đấy phòng ngủ hai mẹ con tôi. Chưa tới toilet đâu. Ở đây không có nhà vệ sinh. Đi thiên nhiên hộ cái. Đi ra bụi chuối kìa kìa. Nhanh cái đi. Ôi trời ơi. Đi cẩn thận đấy nha. Hôm nọ có ông hàng xóm hôm qua ông đi nhờ đấy. Đi kiểu gì cái con rắn hổ mang nó nhìn cái nó phập cái mất luôn của quý. Trời ơi. Đi qua chỗ khác đi. Dạ đi qua đây nha. Qua cái bụi tre ngay góc bên này. Xin hỏi một câu tế nhị. Dạ sao ạ? Có bị tiểu đường hay không? Dạ không biết có hay không mà bác sĩ cấm ăn ngọt. Thôi đúng rồi, vậy là tiểu đường rồi. Thôi đừng có đi chỗ đấy. Nước tiểu nó ra nó ngọt rồi mấy con kiến lại tưởng cây mía nó bu vào nó rỉa cho bằng hết đấy. Trời ơi. Sao nhà này giống sở thú vậy? Toàn là động vật thích ăn thịt không à. Thôi đi ra đây. Lộ tôi cái đi. Ông đi từ đấy thì chắc mặc quần ông ướt hết. Cẩn thận nha anh nhá. Đấy. Trông dáng anh ấy xinh mẹ nhé. Cứ vừa đi vừa khép y như là gái Nhật ấy. Yêu ơi là yêu. Gái Nhật cái gì mà Nhật. Cô mắt cô bị lộn chồng là. Cô nghĩ sao mà cô đi lấy một cái ông già khú già khắm như thế. Cô lấy về mà cô gãi lưng cho người ta hả? Thì mẹ vẫn dạy con là gừng càng già càng cay. Cay cái nỗi gì mà cay. Này, nói có sách mách có chứng nhá. Người ta Việt Kiều về toàn đô. Thằng cha này toàn thuốc là thuốc không thôi, chả có tí quà cáp gì hết. Đây này, mới vừa mở ra là tao thấy ngay đây này, đấy thấy chưa? Hồ sơ bệnh lý bệnh nhân Billy Nguyễn Trường Thọ, căn bệnh suy thận kinh niên, triệu chứng 20 phút bị đi tiểu một lần. 20 phút bị đi tiểu một lần. Sao không mặc tã luôn đi con? Còn đi nhiều lần làm gì cho nó mệt. Ôi giời ơi là giời. Dễ với chả gì. Cái gì đây? Đông trùng hạ thảo, tam tinh bổ thận, hải cẩu hoàng. Toàn những cái thuốc gì. Còn cái gì nữa đây? Cương dương bền bỉ, có hiệu quả ngay từ lần uống đầu tiên. Ôi giời ơi, toàn ba cái thuốc linh tinh. Còn cái thuốc gì nữa đây? Vãi cả da. Đấy, đúng rồi. Thằng cha này nó uống thuốc này chả trách gì nó vãi hết cả nhà mẹ con mình con ạ. Cái thuốc này là Vigaza. Vigaza là chữa bệnh gì hả con? Hình như nó là tăng cường tâm sinh lý đấy mẹ. Tăng cường tâm sinh lý. À, cái thuốc Vigaza này hợp với mẹ. Mẹ lấy đấy. Được rồi. Con cất cái vali này con trả cho lão nhá. Rồi phế thảo lão ra khỏi nhà ngay cho mẹ nhá. Mẹ không muốn nhìn mặt cái loại người này tí nào hết. Không có phế thải được đâu mẹ ơi. Con ấy chỉ cần người làm hôn thú đưa con sang Mỹ thôi. Già thế này chứ mà còn già hơn nữa đưa con sang Mỹ con cũng bằng lòng. Dạ cô ngồi đây để tôi đưa cô lên đầu của tôi thờ cô nhé. Cô nghĩ sao thế hả cô? Cô đi lấy một cái ông già như thế. Ông khai với tôi năm nay ông 69 tuổi nhá. Nhưng mà thưa với cô nhá, Việt Kiều về đây ấy là hay rút tuổi bớt đi bớt lắm đấy. Ông ấy không chừng là ông ấy là 8-9 chục rồi. Tôi mùi giời ơi, cô mà lấy cái ông già đấy hả? Về hả, có mà mai mốt sống không bao lâu thì thành quá phụ ngây thơ, hiểu chưa? Tuổi tác đối với con không thành vấn đề. Nhưng mẹ vẫn hay dạy con á, là một, lấy người thật trẻ để ăn đời ở kiếp. Hai á, là lấy người thật già cho nó chết sớm, đặng đi lấy chồng khác. Cái con này con điên. Đặng thật già cho mau chết. Này, cái loại người đấy nhá, sống không chết, sống không sống mà chết không chết nhá. Nó cứ ngáp ngáp rồi nó đơ củ tỏi ra đấy. Cô phục vụ người ta là cô phí cái tuổi xuân của cô hiểu chưa? Ôi, con xin ơi. Mẹ cứ yên lòng. Hễ mà lão ta bị bại liệt là con ly dị ngay. Ly dị cái gì? Cô thì cái gì cô cũng nói được thôi. Mà xem lại vấn đề người ta đi. Có tiền bạc của cái vật chất gì hay không? Anh ấy khoe với con ấy là anh ấy ăn tiền bệnh mà mẹ nhá. Bên Mỹ anh nói là có bệnh là có tiền, cứ nằm ra là có tiền ấy. Sao cái con này nó dở người thật. Có bệnh là có tiền đấy. Mày về mày phục vụ nhá. Sung nó rơi đầy mồm mày nhá. Sao mà tao mua cho mày cái computer ấy để mà lên internet chat chít thì cũng lựa cái người ấy cho nó hợp với mình. Lựa ngay cái ông già. Ui giời ơi là giời. Con với chả cái trẻ tuổi nó thích con à. Con thử quen mấy thằng rồi mà cứ mỗi lần lên mạng là nó cứ bắt con cởi tuốt tuột ra. Sao mày không cởi ra luôn đi? Kinh quá. Cái gì mà chết con ơi. Mẹ nhìn kỹ rồi. Con đừng cởi nha. Tuyệt đối không bao giờ được cởi. Tại vì khi con cởi ra thì nhìn trên internet người ta sẽ nhìn ra con là mặt thì phụ huynh mà thân thể thì sơ sinh nhá. Không nên con ạ. Ôi trời ơi, kinh quá con ạ. Đấy, mẹ thấy chưa? Cái gì trên người con cũng bé tí. Mà nhá, đàn ông bây giờ háo sắc lắm mẹ nhá. Đàn ông bây giờ háo sắc á? Đàn ông thời nào cũng háo sắc cả cô ạ. Chả trách thế mà mẹ con mình ế chỏng gọng ra đây này. Ôi trời ơi là trời. Năm ngoái, mẹ cũng có nhờ con lên internet tìm hộ mẹ một ông. Nhưng mà con đâu có dám, lỡ mà người ta bắt mẹ tuốt tuột như con thì sao? Con tuốt tuột là cởi ra gì? Vâng đúng ạ. Ôi trời ơi, cởi ra thật đấy. Con ơi, thôi đừng cởi. Mẹ mà cởi ra trên thân thể mẹ có mỗi hai con ốc vít. Chết mẹ xấu hổ lắm con ạ. Đây, mẹ mà cởi ra đi, hai con ốc vít làm nổ tung màn ảnh computer của con đấy. Ôi giời, thôi. Cô thì lý luận, lý sự, cái gì cũng nói được. Đi về đi ra ngoài xem cái thằng chồng tương lai của cô nó chết bờ chết bụi đâu rồi. Xem quần áo có cần thay quần cho nó không. Đi vãi hết cả ra ngoài đường bây giờ. Anh Anh Thọ ơi, anh Thọ có còn Thọ hay không anh Thọ? Công nhận cái nhà này có cái tượng giống người quá. Rõ ràng là mình đi đúng địa chỉ mà sao không thấy ổng đâu ta? Ủa kỳ vậy ta? Ổng đã mất tiêu rồi. Này cô. Ý trời đất ơi, hết hồn. Cô hỏi người hay là cô hỏi ma? Ủa bác, con xin lỗi, nãy giờ con tưởng cái tượng. Cô nghĩ sao thân thể ta này mà bảo tượng à? Tôi là người nhá. Cô tìm ai? Dạ, tìm ông Biêu Liên Nguyễn Trường Thọ bác. Ừ, xin giới thiệu với cô là ông Billy Trường Thọ đang ở đây nhé. Ủa gì hả? Ông đâu rồi bác? Và cô là cái gì của ông Billy Nguyễn Trường Thọ? Dạ. Người ta bảo mà Việt Kiều về đây lắm đô là lắm đào. Vừa hẹn với con mình xong bây giờ lại hẹn thêm một con khác đến đây nữa. Để mình kêu con Hậu ra cho nó biết tay nhá. Hậu ơi! Ra mà có khách nữa đây! Ra đây mà xem này. Ai đây? Đấy. Mày nhìn đi. Mày nhìn kỹ đi. Mày so sánh đi. Ai? Giơ hai tay lên đi. Giơ hai chân ra đi. Đấy thấy chưa? Chân mày cũng cụt hơn chân người ta. Tay mày cũng cụt hơn tay người ta. Mày thấy chưa? Người ta chân dài tới nách, còn mày nách dài tới chân. Mày nghĩ đi. Ai đây? Mày so bì được không? Xin giới thiệu với mày nhá, đây là con bồ nhí mới của ông Billy Nguyễn Trường Thọ nhá. Nó về đây để nó đánh ghen nhá. Này tôi nói cô biết nhá, ông Billy Trường Thọ có đến đây, nhưng mà nãy giờ tôi trân trọng báo cô biết là mẹ con tôi chưa hề đụng đến một cọng lông tay, cọng lông chân nào của ông đấy. Dạ. Nếu mà lông ông ấy có dụng thì do ông ấy già của ông ấy tự dụng nhá. Và tôi báo cho cô biết nhá, cô mà đụng đến mẹ con tôi nhá, cô đừng có hỏi tại sao mà đít cô cắm vào cổ mà mặt cô bổ làm đôi, răng môi cô lẫn lộn nhá. Bác bình tĩnh. Dạ con xin giới thiệu, con là con của ông Biêu Liên Nguyễn Trường Thọ. Ồ thế hả? Sao nãy giờ con báo sớm? Bác đâu thì... cho con nói đâu. Ôi tí nữa thì đầu rơi máu chảy ra đây rồi. Xin lỗi cô nhá. Dạ ba con đâu rồi? Sao mà cứ giang hồ thế nào? Anh đi đâu lâu thế làm người ta đợi mà. Ba. Trời đất ơi, phải đi cuối cái làng này mới có chối vậy rảnh rẽ mới giải quyết được chứ. Ba. Nè, hồi nãy bác gọi con á, bằng con bây giờ gọi bằng ba nghe kỳ quá. Dạ bẩm thưa cô, cụ già quá cụ lãng tai rồi. Bị đi tiểu vặt bây giờ còn lãng tai nữa à? Con gái cụ đến tìm cụ đấy. Con nè ba. Ủa Diễm, sao con biết ba đây? Thì con đi làm về, con nghe con Hương nó nói ba đi Việt Nam. Rồi con phải sắp xếp hết mọi công chuyện bên Mỹ đi, con về con thua chuyện với ba đó ba. Chuyện gì? Tao với mày không có chuyện gì để nói hết trơn. Hồi tao ở bệnh á, mày với hai đứa em mày có quan tâm tới tao đâu hả? Bây giờ rượt về tới đây đặng tính cản đường tao lấy vợ hả? Mày đi về đi, cấm xía cho chuyện của tao hay chưa? Ba hiểu lầm tụi con rồi mà ba. Dạ. Cô ơi, hình như là bố con nhà cô có việc riêng gì muốn nói chuyện đúng không? Dạ. Thôi cô qua đây cô ngồi cô nói chuyện với bố cô đi. Dạ con ngồi rồi, bác ngồi ở đâu bác? Nhà tôi thì cũng nghèo lắm, có mỗi hai cái ghế thôi. Hai bố con cô ngồi đây nói chuyện thì hai mẹ con tôi vào nằm nhá. Vào nằm con ạ. Nằm đợi con tí. Ừ. Anh ở đây nói chuyện với con, em vào với mẹ tí nha. Cưng lắm nha. Cô lại đây tôi bảo này. Cô nhìn lại cái dung nhan của cô đi. Cô đứng cạnh con của người ta đấy, cô còn bé hơn con của con người ta đấy. Bày đặt mẹ con nghe nỡ mất cả người đây này. Đi vào. Ôi giời ơi. Vào tôi huấn luyện tôi dạy cô lại tí. Ba à, tụi con nghe ba về đây cưới vợ, mà vợ của ba nhỏ hơn ba tới mấy chục tuổi lận. Tụi con không có thể nào chấp nhận được ba à. Không chấp nhận hả? Tụi bay ích kỷ lắm, chỉ nghĩ tới tụi bay thôi à. Má mày mất tao hơn 20 năm. Nếu tao ham lấy vợ, tao đã lấy lâu rồi. Tao có vậy lo cho tụi bay. Đứa nào bây giờ gia đình cũng yên vui hạnh phúc. Nhưng có hạnh phúc rồi, tụi bay quên luôn ông già của tụi bay. Weekend không có đứa nào về thăm tao đâu. Một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có nữa mà. Vậy tao kêu về không có đứa nào chịu về hết trơn á. Đứa nào cũng có kiếm lý do này lý do kia, không bận chuyện này thì bận chuyện khác. Tao có ba đứa con ở cùng một thành phố mà lối xóm người ta cứ tưởng tao có một mình. Bà, tụi con bận thiệt mà. Bà biết rồi đó, ở bên Mỹ đứa nào á ngày thường cũng làm 2-3 job hết á, còn ngày weekend tụi con ở nhà phải về nhà rồi hút bụi, lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, rồi còn phải lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Tụi bay đâu có thấu hiểu nỗi cô đơn của người già như tao. Nuôi con khôn lớn á là muốn chia sẻ niềm vui với con mà con không hề bận tâm. Tụi bay còn sợ trách nhiệm, đứa nào cũng lăm le rồi bỏ tôi vô dưỡng dưỡng lão hết. Ba hiểu lầm rồi. Ở Mỹ á, con cái mà đưa cha mẹ vô nhà già là không phải trốn tránh trách nhiệm mà vì vấn đề y tế. Ba biết rồi đó, người già thì lúc nào cũng nhiều bệnh hết trơn á. Mà nếu bà ở với tụi con đi, lỡ như ba bị bất trắc, chẳng hạn như là tai biến mạch máu não, thì đâu có tụi con bên cạnh để cấp cứu cho ba, phải không? Còn nếu ba ở trong nhà già thì có nhân viên y tế, bác sĩ sẽ cấp cứu cho ba ngay nếu ba có chuyện gì. Nhưng mà bây giờ ba đâu có vô nhà già đâu mà ba nói. Chưa vô nhà già mà tối ngày nhìn quanh một mình, tao thấy cô đơn lắm mà tao không muốn quấy rầy tụi bay. Cho nên tao phải bước thêm bước nữa, kiếm một người bạn ở tuổi sấy bóng, hiểu chưa? Đúng rồi. Ủa bác, nãy giờ bác lén nghe ba con nói chuyện hả bác? Nói chung tôi cũng không muốn nghe lén gì đâu, nhưng mà cô biết rồi đấy, nhà tôi là nhà tranh vách đất. Bây giờ tôi có nằm, có bò, có quỳ, có trườn bò gì kiểu gì tôi cũng nghe được chuyện bố con cô thôi. Nhưng mà nghe qua câu chuyện ấy tôi thấy đúng đấy, cô phải lo cho bố cô đi. Ông ấy già rồi, cô đơn lắm. Tôi đây này, mới từng tuổi này đây này, đã cô đơn vò võ nằm một mình chịu không nổi đâu cô ạ. Thấy chưa? Ôi, tụi bay không lo cho tao á, tụi bay phải xúi tao lấy vợ để có người khác lo cho tao chứ cản hoài là sao? Ba, con đâu có cản ba lấy vợ đâu. Đằng này ba lấy cái người gì đâu mà nhỏ hơn ba tới mấy chục tuổi lận. Ba, con nói nha, năm nay ba 74 tuổi rồi. Đấy, thấy chưa? Tao nói mà, Việt Kiều về là kiểu gì cũng rút bớt tuổi. Đó, ba 74 tuổi rồi đó, con nhìn ba đó, con còn thấy ớn nữa đó. Muốn chi là cô Hậu mới 20 mấy tuổi, làm sao ôm ba được á ba. Con ạ, tắt đèn đi thì cũng chả có sao đâu con ạ. Gớm bà lùn quá, có với nổi cây đèn không mà cứ đòi tắt. Chân thì ngắn thì với tắt đèn. Nè, chị hỏi thiệt em nha, em yêu ba chị thiệt hả? Hổn mày, phi ăn xe của tao mày kêu bằng em hả? Kêu bằng má. Em nói thiệt với chị đi. Má. Dạ. Má nói thiệt với chị đi. Trời ơi, bộ má yêu ba chị thiệt hả? Mà em má yêu ba chị vì tiền phải không? Này, thôi cô đừng nói linh tinh nữa. Yêu làm sao được mà yêu? Cô nhìn đi, một người già và một đứa trẻ con yêu nhau làm sao được, mâu thuẫn quá. Nó, con tôi mà có yêu bố cô chỉ vì tiền với giấy xuất cảnh thôi. Mà tôi nói cô nghe, cái chuyện ông lấy vợ thì tôi ủng hộ ông ấy, tại ông ấy cô đơn quá. Nhưng mà cụ ạ, cụ lấy vợ cho nó xứng người với mình. Cụ lấy con nhà con ấy, người ta nhìn vào người ta bảo cụ là trâu già mà ham gặm cỏ non à. Nè, nhưng mà chị nói cho em nghe, ba chị tiền dạng tháng có 1000 thôi đó. Nói quá mày, có 900 thôi. Đó, 900 thì là không đủ ba chị xài nữa, làm sao mà lo cho em rồi lo cho má của em nữa. Tao lo không nổi, mày không lo phụ tao được sao? Mày làm ở công ty AMI Cargo ha, cái công ty mà gửi hàng khắp nơi trên thế giới đó ha, nhanh chóng rồi tận tâm bảo đảm nè, thấy không, gửi phao nào tính tiền phao đó, không gửi không tính tiền, đúng không? Dạ, nhưng mà con nói ba nghe, con hối cấm cản ba lấy vợ, nhưng mà ba phải lấy cái người xứng đôi vừa lứa với ba hơn, chẳng hạn như là bác đây nè. Cái gì? Mày giỡn hả mày? Đang yêu con tự nhiên nhảy lên lấy má hả? Phải không em Thọ? Được mà. Làm gì có cái chuyện mà tình con mà duyên mẹ thế nào được. Không được. Được. Hay được. Đây. Chắc mình không nghĩ ra nhỉ? Mẹ này, mục đích của con á là chỉ muốn đi Mỹ thôi, chứ làm gì con yêu thương cái ông già này. Hay là mẹ lấy ông Thọ đi cho con được đi Mỹ mẹ nhá. Này nhá, bây giờ tôi mới biết cái sự thật về con người của cô nhá. Công cốc tôi nuôi cô mười mấy năm ăn học, cô thành tài mà bây giờ con người cô cháo trở như thế à? Có cái loại con nào mà loại con muốn đi Mỹ vì cái mục đích đi Mỹ mà bán mẹ của mình cho một ông già hả? Tại sao lại như vậy? Tại sao chỉ vì một cái mục đích đi Mỹ của mình mà lại làm như vậy? Nhưng mà vì cô tôi phải đành chấp nhận thôi. Ủa? Sự thật thì ông cũng nhìn rồi đấy. Nhà tôi thì cây độc một trái mà gái độc chỉ một con thôi. Con nó muốn như thế nào thì tôi phải chiều, chứ tôi cũng không muốn lắm đâu. Ông anh đấy, hôm nay ông anh đến đây nhìn đi. Nhìn vào trong căn nhà của tôi đi. Giữa Thúy Vân và Thúy Kiều, ông anh chọn ai? Cái này phải nói là giữa Thúy Vân và Tú Bà anh chọn ai? Này này này, cơ hội chỉ đến một lần nữa đấy nhá. Tôi giỡn thôi chị ơi, nói nghe nè. Tôi không phải là người mê sắc đâu. Tôi biết. Nếu mà tôi mê sắc tôi đâu có để nguyên cái đầu bạc của tôi về đấy. Đúng rồi. Ông Việt Kiều nào về đây cũng nhuộm đầu đen cái dầu hát hết trơn á. Thấy không? Tôi đâu có nổ đâu, có 900 tôi nói 900, thấy không? Ý của tôi là chỉ muốn một người cuối đời lo lắng và phục vụ cho tôi thôi. Thì tôi cũng hiểu, nhìn qua câu chuyện thì tôi hiểu. Nhưng mà tôi qua đấy thì tôi lo lắng cho ông anh thì được rồi. Dạ. Nhưng mà còn cái chuyện phục vụ ông anh thì để kiểm tra lại coi súng ống đạn dược còn dùng được không đấy. Chị ơi. Hả? Mai vẫn còn chạy tốt, cưng à. Cưng. Mới lúc nãy vào thì xưng bác, xong rồi xưng má, xong bây giờ qua chị cưng, tí nữa em thì mà chết tôi nhá. Vậy là hay quá rồi. Ba. Bác. Bây giờ vì hai người từ từ tìm hiểu nhau đi nha. Công nhận nhá. Sao? Cái gì nó cũng có định mệnh với duyên số. Cách đây mấy tháng nữa tôi đi xem bói. Bà thầy bói bà phán với tôi, bà bảo năm nay tôi có người nước ngoài về đây cưới tôi. Tôi bảo trời ơi tôi già này, có con ma nào nó rước tôi. Không ngờ ngày nay có con quỷ già để về nó xác tôi. Không sao con. Quỷ cái nói đúng. Bà như bác, bây giờ hai người cứ từ từ tìm hiểu nhau nha. Cái vài năm sau cái mình làm đám cưới cũng được. Vậy đi. Tôi không làm tôi nào. Gì nữa? Còn sống được bao lâu nữa mà từ từ cứ liền đi. Này nhá, cô có cái lòng tham vô đáy quá đấy. Vạch áo cho người xem lưng thấy cái lòng tham của mình, mục đích đi Mỹ của mình vừa phải thôi chứ. Ông anh ơi, cưới nhanh đi, con nó đòi quá. Cưới liền á, rồi cưới liền. Nó hối quá rồi, vậy nó hay quá. Alo Hồng hả? Ủa không phải con Hồng, con Hoa. Ủa vậy tao đang gọi con Hồng hay con Hòa? Con Hoa hay con Hồng? À gọi con Hồng mà nói chuyện với con Hoa. Nói chung là sao nguyên chậu qua Hồng tao bây chưa xuất hiện. Thì ba email nói rồi 10 giờ sáng có mặt, tụi bây định 10 giờ đêm mới tới hả? Mày biết tánh anh mày rồi, có đời nào mà tao đúng giờ đâu. Nhưng mà hôm nay ba kêu tới đọc di chúc đưa tiền thì tao phải đúng giờ thôi. Ngu sao đi trễ, ông đổi ý sao mày? Rồi sao? Giờ ba nói rõ ràng là coi như có mặt đầy đủ ba anh em hái hoa hồng thì ba mới đọc di chúc. Tụi bay có tới hay không? Tôi tới rồi nè. Hả? Tới rồi hả? Trời đất ơi. Trời. Đến lấy tiền mà cũng đi trễ. Tụi bay thiệt. Anh hai, ba đâu rồi? Đi kiếm ba mà làm cho nó muốn khủng bố ba vậy. Ba đâu? Ba mới ngồi nói chuyện với tao nãy giờ ở đây. Ba nói ba ra ngân hàng chút xíu ba về liền. Gì vậy trời? Mày làm gì vậy qua? Dạ tôi bị xuyển tiền. Mới nhắc đến ngân hàng cái ba lấy hơi lên liền vậy à? Ờ kỳ vậy đó, tôi bình thường vậy mà nhắc tới tiền là kéo cơn xuyển liền. Trời ơi khổ ghê vậy đó, bệnh kỳ cục quá. Để em ba bơm hơi xem Thảo. Trời ơi. Trời ơi, ba ra ngân hàng vậy là ba còn nhiều tiền lắm. Tôi mừng quá. Đâu có ngờ mà kêu tới mà chia tiền cho con cái vậy. Tôi nhớ ngày xưa ổng nói ổng gom tiền ổng về Việt Nam. Trời ơi tôi vừa mới nghe chữ gom tiền bỏ đi cái tôi xỉu một cái cành. Tôi nằm tại chỗ tôi thở không vậy đó à. Hai người rầy la ba quá trời luôn. Nhất là con này nè. Trời ơi nghĩ sao vậy đó. Mà nó nhìn ông già nó nói là trâu già mà khoái gặm cỏ non. Trời ơi cái mặt y như con trâu. Đó ba mà nó nói vậy bây giờ ổng thế nào ổng cũng ghét. Ổng đâu có chia tiền cho nó nhiều, ổng chia cho tôi nhiều. Trời ơi vui quá. Ôi thì cũng bởi vậy mà sao bữa đó ông ấn bà hành đó nha. Tự nhiên cái em vừa thấy ba mang tiền về Việt Nam cho gái ăn cái em ông ấn bà hành em nói á, mặt ba như con trâu. Mà bởi vì hôm nay biết thôi ba vẫn còn tiền cho anh em mình. Lát nữa về đây, ba về đây em sẽ quỳ dưới chân ba, em sẽ hát. Ba xin lỗi 3.000 lần, xin lỗi ba. Đánh cái mày ơi. Trời đất ơi. Trời ơi ba hát có 5 câu mà tao nói 7 tông nhạc vậy hả? Ham hát vậy á. Ủa không? Mày ngủ thôi mày ngái mà nó còn đâm hơi nữa đó. Chứ đừng nói hát. Nhưng mà Chương Trình Vista tới mày đừng có thi nha chưa. Để mang nhục gia đình nha. Ê nha Qua nãy mày nói tao la ba là tao không đồng ý nha mày. Tao có cằn nhằn ba thiệt. Nhưng mà má chết đi để lại 300.000 tiền bảo hiểm. Ba lãnh xong ổng ôm thẳng về Việt Nam à. Không có chia cho anh em mình đồng xu nào hết. Mày thấy không? Ba tuổi già sức yếu. Tao thương ba, tao lo cho ba, tao mới cản ba chứ bộ. Bây giờ có điều quan trọng á là ba đã đi ăn chơi vậy rồi mà vẫn còn tiền để kêu tụi mình tới đây đọc di chúc. Có nghĩa là ba rất nhiều tiền. Ê, có bao giờ ba trúng jackpot mà ba giấu không ta? Hả? Tao cũng nghĩ như mày. Phải có chỗ, có tiền vô mới được. Kìa, ba về kìa. Ba thần tài đã về. Ba về rồi hả ba? Sao nãy giờ ba về ba không báo. Để con ra ngoài kia con cõng ba vô. Lố không? Bây giờ cõng cũng đâu có muộn. Nó vẫn chơi vậy thôi chứ ba không cõng tôi chứ làm sao tôi cõng ba nổi bà. Hai đứa em sao kỳ ghê vậy? Ba đi công chuyện từ sáng tới giờ về mệt mỏi lắm. Dìu ba vô ngồi nghỉ ngơi coi. Vô đi ba. Vô ba vô ngồi nghỉ ngơi ba. Để con dìu ba vô. Ba vô đi ba. Vô đi. Trời ơi không biết bay dìu tao là tao dìu tụi bay nữa. Ba sáng giờ ba đi lo công chuyện rồi chắc ba đâu có kịp thời gian ăn uống gì phải không ba? Con có chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba rồi. Cái này đặc biệt lắm đó ba. Con cũng có chuẩn bị nữa đó ba. Ba ơi con cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba là ba tụi con bánh bao nè ba. Sao mua y chang vậy? Ôi cái bánh bao này ba thích. Ba nhớ không? Ngày xưa mình nghèo cái ba thích ăn bánh bao mình đâu có tiền mua bánh bao ăn. Cái tối ngủ ba nằm bơ ba kêu bánh bao. Giờ con tặng nguyên cái bánh bao cho ba. Đặc biệt lắm nha ba. Ở trong nó có 2 cái trứng đỏ chét. Ba cái bánh bao còn đặc biệt hơn. Cái size này là cái size ba thích nè ba. Trong này nha in nguyên hình mấy nhỏ hot girl chân dài tới nách luôn đó ba. Dạ còn cái nhân bánh bao con không có gì hết trơn á. Sao vậy? Có trái lựu đạn nó nổ banh xác hai đứa này. Tỉnh lố. Ba để đây thôi ba ăn nha ba. Để đi. Ăn 3 cái bánh bao này mà không uống nước chắc dễ đi lắm. Có nước liền ba. Con mời ba dùng nước miếng. Nước miếng của chim gọi là nước yến đó ba. Yến ha. Dạ cảm ơn con. Sao làm lố quá. Ông bưng ba đi thay tả luôn đi. Làm cái việc nó quan tâm thương ba mà không có biết lo cho ba gì hết à. Ba mệt không ba? Đi ba đi suốt cả ngày mệt lắm đó ba. Để con lo cho ba. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi tao chết rồi. Cái gì vậy? Phổi của ba nè. Sao vậy? Trời ông giọng mà lông phổi ông già luôn à. Ba có tuổi rồi anh làm nhẹ nhẹ ba. Dạ. Ba ơi tụi con đâu có ngờ là ngày hôm nay á ba kêu tụi con về đọc di chúc. Ngại quá à. Thôi ba cứ để dành tiền trong ngân hàng đi, chia cho tụi con chi. Ba con á giữa neo tuy không giàu nhưng mà cũng có chút tiền. bà đó nha, bà có tiền bà cất trong ngân hàng đi. Dạ. Đừng có đưa về Việt Nam cho mấy nhỏ hot girl ăn là được rồi. Dạ. Hai đứa em sao kỳ quá à. Ba lớn tuổi rồi, ba thích làm cái gì mình phải để cho ba làm, để ba vui. Ba đã viết di chúc rồi, cản ba làm gì biết gì hết. Bà không phải là con ham tiền của ba biết đánh con mà. Nhưng mà ba suy nghĩ đi, ba có một mình con là con trai, độc nhất vô nhị à. Ba chết thì cũng con chôn ba chứ ai. À, tao còn sung như vậy mà mày đã tính chuyện chôn tao hay? Không phải ba à. Thời buổi bây giờ cái gì mình phải tính trước, mình cũng phải vô computer trước. Tao nói vậy đúng không tụi bậy? Dạ đúng, dạ đúng. Ba ơi, thời buổi kinh tế khó khăn bây giờ cái gì mình cũng phải tính trước á ba. Chết mà cũng phải tính trước để có tiền mà chôn. Ba thấy mấy người bị bệnh nan y không? Bệnh lặt lìa vậy thôi, bị họ nghèo không bao giờ họ dám chết. Ủa sao vậy? Tiền đâu có chôn đâu chết. À, nằm thở oxy không vậy đó ba. Đúng rồi ba. Mà con nói thiệt luôn, cái này là tại ba không? Dạ. Tự nhiên không rồi cái ba kêu tụi con về đọc di chúc, làm tụi con tưởng nó ba đau nặng, con lo gần chết luôn vậy á. Hồi nãy con chạy gấp ra nhà hoàng con đặt luôn cho ba cái hòm rồi á. Ôi chu đáo hết sức luôn vậy đó ba. Bà chu đáo á, chu đáo. Thì đó con quan tâm lo lắng cho ba. Con nè nói cho ba nghe, hồi nãy nhà hoàng nó có đưa cho con ba cái package ha. Đó nghĩa là đám ma nó có ba đẳng cấp khác nhau. Rẻ nhất á là thiêu. Đừng có thiêu, nóng lắm. Trời ơi, chết ngắt rồi biết đâu nữa, nóng lạnh ba. Mà thôi đừng có thiêu ba. Sao vậy? Thiêu nhìn nghèo hèn lắm. Tự nhiên thiêu ba đó cái bỏ vô cái lọ bi lớn này nè, cái mang ba ra biển rải cho cá ăn. Còn gì ba nữa. Không sao đâu, có rải ba xuống cá nào cũng không có dám ăn đâu. Thôi, phải đâu. Cấp 1 mới là thiêu thôi, mình lên một cấp nữa nó gọi là chôn. Mà chôn có hai loại. Loại 1 á là chôn theo cái kiểu bình dân, nhà hoàng nó gọi là low class funeral. Cái này giá phải chăng lắm ba. Lựa cái loại này đi được á. Được sao mà được ba. Trời, con cũng muốn tiết kiệm. Nhưng bà ba nghĩ đi, đám ma của ba là con phải làm cho nó hoành tráng, long trọng chứ đâu có sền xoan được, đúng không? Hồi nãy con vô coi kỹ rồi nha. Nhà hoàng nó đưa cái hòm cho cái low class package đó ba. Trời ơi, đưa cái hòm có chút xíu vậy nè. Cái hòm như cái hộp vậy á. Cỡ hai đứa bay nằm vừa đó. Cái gì vậy? Nãy tao đặt luôn cho tụi bay rồi. Trời ơi. Ê, sao ông không đặt cho ông cái hòm đi ông? Ông rảnh quá. Tao quan tâm, tao lo lắng cho tụi bay còn muốn gì nữa. Mày thấy không, còn cái sai của ba. Không lẽ giờ con đặt ba vô chổng rồi để ba nằm nghiêng vậy, con chân lên coi sao được. Đúng rồi, nằm coi chân vậy mỗi cẳng lắm. Đó bởi vậy con mới quyết định con chọn cái loại thứ ba. Ba tướng ba bự như con gấu á. Nhét vô cái hòm bi lớn vậy nè, nhìn vô người ta tưởng ba bị ngâm rượu tai gấu rồi sao. Bởi vậy thôi, yên tâm đi, con đã quyết định là con chọn cái loại thứ ba. Cái này nó gọi là deluxe package, nghĩa là đám ma hoành tráng. Đúng, như vậy mới là xứng với tao. Tao mà không chết thì thôi, nếu đã chết á thì phải chôn theo cái kiểu cao cấp. Đúng rồi đó ba. Anh Hai, anh sao nãy anh bậy quá à. Không sẵn ghé luôn lấy cái cuốn catalog kiểu hòm cho ba chọn kiểu. Ba ơi, bây giờ chết ta chôn nhiều loại lạ lắm ba. Không chừng ba chọn được cái kiểu mà hòm mà chôn đứng rồi nè ba. Chết mà ông già hiên ngang rồi nè. Cái gì trời, làm như ba là Từ Hải chết đứng là sao trời. Không có, nó tưởng ba là xác ướp Ai Cập, nó trùng đứng vậy đó. Mà ba, cái này nè con nói ba nghe. Sao? Chủ yếu quan trọng không phải là cái hòn, nó mắc là cái chỗ chôn. Nhà hoàng nó cho mình chọn ba chỗ. Chỗ thứ nhất là chôn bên bờ suối. Chỗ thứ nhì là chôn trên nhánh cây liễu. Bây giờ chết rồi modern quan tài không có để dưới lòng đất mà treo toàn tan trên cành cây liễu hả? Ê, sao giống ngọa hổ Tàng Long vậy? Không, tao lộn. Nó nói là chôn với hàng cây liễu. Đó. Chỗ thứ ba là lên đồi nằm. Tao nói thơ mộng y hệt như đồi Thông Hai Mộ. Thôi nhưng mà chết rồi, chôn trên đầu dưới suối chi cho nó tốn tiền. Kiếm lại cái cạc nào chôn cũng được. Theo em nghĩ á, khi ba chết phải chôn ngay bờ suối. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì lúc sống ba mình lười tắm lắm, chôn bờ suối nước nó chảy qua người ba không có bị thúi. Được các bà, được các bà. Thôi cái vụ suối đòi mình tính sao. Nhưng mà quan trọng là cái hòm high class market mà dành cho người quý phái nằm đó ba. Đặc biệt là cái hòm nó có máy lạnh ở trong. Hòm có máy lạnh. Ủa vậy đứa nào nhiệm vụ cắm điện cho ba? Đi cắm điện cho nó mát, nó lạnh. Dù ghiền quá mày thiệt, đấm trọn. Mà biết không, cái đặc biệt ở nhà là cái hòm ở trên cái nắp đó, nó có cái sinh rút nữa. Cái lúc mà coi như bà con vô giếng thăm ba lần cuối cùng đó, cái con đứng kế bên con kéo cái rẹt, cái bà con dòm vô tiễn ba đi về nơi xa. Wow. Ô, có sinh rúp hả? Đợi chút, ba đưa cái mặt qua đây. Ê, nó dặn nó làm cái sinh rúp cho bự nha. Chứ cái mặt ba bự lắm mà. Sao vậy? Cái sinh rúp mà nhỏ nhỏ vậy tự nhiên tao mở ra ngó vô thấy có cái nút ruồi không coi kỳ lắm. Đủ vậy. Tôi coi. Theo em nghĩ á, không cần sinh rúp sinh réo gì hết trơn á. Tại vì á, mấy anh chị biết không, đám tang á, người ta vô phải u buồn khóc lóc. Tự nhiên vừa vô kéo cái sinh rúp ra, người ta nhìn vô cái mặt ba ta nói mặt ông này chết nhìn vui quá, ta cười. Rồi đám tang hết trang nghiêm luôn, không có được. Ba quay qua con nhìn cái. Trời, mặt ba nhìn hài thiệt á. Vậy cái vụ sinh rúp mình bỏ qua đi. Dạ. Nhưng mà cái này phải có. Cái gì? Đám ma của ba là con phải có mướn băng nhạc sống đàng hoàng. Tính mướn băng nhạc nào? Thì Liberty của Thúy Nga. Được không ba? Được. Đó, con nói bà nghe ha. Cái lúc mà cái hòm của ba nha, vừa chạm đất thôi là con cho giọng ca sĩ Ngọc Anh vút lên liền. Đừng bỏ anh một mình, đừng bỏ anh một mình. Trời lạnh quá, xin đừng bỏ anh bên xuôi. Bên xuôi là bên gì không? Xuôi là suối đó, nãy mày thích chôn ba bên suối mà. Bỏ đi, bà không thích cái loại nhạc đó. Chứ bà thích gì? Bà thích cái loại nhạc trẻ trung. Kiếm cho ba một cô chân dài ha, sexy chút xíu. Trời ơi, mời Như Loan đi. Nhưng mà với điều kiện là phải hát cái bài Đừng xa anh đêm nay, em biết không anh cần em. Trời đất ơi, trời ơi, lúc đó ông nội nào dám gần ba. Chỉ có tụi con cần ba thôi à. Trời, mê gái chết cũng không ta trời. Chết rồi còn sexy nữa, có nhìn thấy gì đâu. Thôi, cái đó mình tính bác sĩ đợi coi tính sao. Nhưng mà cái điều này quan trọng nha ba. Trên cái bia mộ đó ba giàu mà, cho nên con sẽ kêu người ta khắc cho cái dòng chữ là nơi đây là nơi an nghỉ của đại gia huynh hùng hậu. Dẹp. Sao vậy? Đời ba khổ gì hai cái chữ đại gia rồi, bỏ đi. Vậy thôi, không khắc chữ đó, con khắc một hàng chữ duy nhất thôi. Sao? Một đi không bao giờ trở lại. Dẹp. Bộ mày còn muốn tao làm người trở về từ lòng đất hả mày? Cái này nó nghĩ cái gì đâu không mà. Khắc cái câu không có ý nghĩa gì mà cũng khắc à. Ba, con khắc câu này là ý nghĩa mà ba thích liền nè. Câu gì? Ba ra đi nơi này vẫn thế. Trời ơi, con này nó còn ăn nhẫn nha mày. Đây nè, nói mấy con nghe. Dạ. Trên mộ bia đó bà chỉ muốn khắc một cái câu thơ nào cho nó thật là lãng mạn thôi. Hiểu chưa? Bởi vậy chứ có mình con trai ba là hiểu ý ba thôi à. Ba thích văn thơ lãng mạn thôi. Hồi nãy con khắc luôn 2 câu lên mộ bia ba rồi. Một đi không trở lại là con này nó viết. Đúng. Còn con nó viết là người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia vẫn sống nhăn. Hay, cái câu này hay. Hay đúng quá đó. Bởi vậy con nói. Bà thích chưa? Thích. Con ghi vô ngang. Mai mốt chết đổi ý là không ai chịu đâu đó. Đó, bây giờ con thấy vậy nè. Con thấy cả nhà mình đó là vui vẻ với cái chết của ba rồi. Trời ba ơi, tự nhiên cái nghĩ ra cái chết của ba mà được chia của nó vui à. Ba đám ma của ba là vui dữ lắm á. Vui. Ba. Cái vụ mà đám ma cao cấp này của ba đó là nó tốn hết của con gần 30.000. Cho nên hôm nay trong di chúc mà ba cho con dưới 30.000 là lỗi chết con trai ba đó nha. Hồi nãy giờ ba nói chơi các con thôi, chứ khi ba mất đi á, các con chỉ cần khắc lên cái mộ bia của ba mấy chữ ngàn thu vĩnh biệt, giống như là ba đã khắc trên mộ bia của má các con. Vậy là ba mãn nguyện rồi đó. Thấy chưa, thấy ba chung thủy với má chưa? Bởi vậy á, ba biết sao không, có một mình con thôi à. Con hiểu ý ba. Lúc mà ba đi về Việt Nam á hả, 2 người này nè nói hoài à, nói ba mê gái, về đó thế nào gái cũng ăn hết tiền. Một mình con đứng lên con bảo vệ ba. Con nói đúng thiệt, ba có mê gái nhưng ổng keo lắm, không có con nào nó ăn được ổng cắt đâu. Bà thấy con binh ba không? Con này hiểu ba nè. Trong nhà này có con nhỏ này là mình hiểu ba. Hiểu ba sao bằng con là con hiểu ba nhất nè. Ba, phải ba đi về Việt Nam ba ăn chơi rồi ba bị mắc bệnh sida, ba về đây ba chia của đúng không? Vô duyên quá. Nhưng mà ba ơi, nó nói cũng đúng á, thường là ta chết nằm xuống rồi mới đọc di chúc. Còn đây ba đang tươi xanh nhưng mà tự nhiên sao đọc di chúc vậy ba? Sao vậy ba? Tại vì ba sao vậy ba? Tại vì sao ba? Sao? Tại sao vậy ba? Sao vậy ba? Tại vì ba muốn thấy tụi con hạnh phúc. Má tụi con mất lâu rồi, chỉ còn có mình ba thôi, hiểu không? Ừ. Vậy hả ba? Sao khóc vậy? Nhớ lại kỷ niệm ngày xưa má vừa mới chết, ba bỏ chị em mình về Việt Nam chơi bời. Ngày nay ba tập trung lại mọi người, ba chia của, con xúc động quá ba ơi. Khóc giả dối ba không có giọt nước mắt nữa. Bây giờ ba nói không chia cái là nín liền luôn á. Hỏi ra cái nó mít ướt vậy thôi à. Mày á, mày nghĩ sao vậy? Mày thấy không? Ba còn sung quá mà. Ừ. Ba còn sống lâu với anh em tụi mình lắm. Bây giờ mày tao tính vậy nè. Ba, cái tiền mà hôm nay mà ba quyết định ba cho tụi con đó, con coi như là hôm ấy ba đưa cho tụi con giữ giùm thôi ha. Cái con mở một cái account, con bỏ vô hết ở trong đó. Để khi nào ba cần cái ba nói một tiếng cái con đưa lại cho ba liền. Vậy được không ba? Đúng rồi đó ba. Tụi con á, chủ yếu á là tình cảm cha con thôi, chứ tiền bạc không có quan trọng với tụi con đâu ba. Ba xúc động rồi, ba chịu rồi đó. Tình cha mập như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì còn gian nan, ân tình đậm sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phai trong lòng, suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu trong tim. Nuôi lớn con ngày lớn khôn, còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường cha lành và cha nằm ôm con sưởi ấm đêm dài. Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo chỉ cho xanh rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, ủa ba khóc hả ba? Trời hôm nay ngày vui quá sao ba khóc ba? Trời ba đừng có khóc, cái mặt ba bình thường nó xấu dữ lắm, bây giờ ba khóc nó còn xấu dữ dội hơn đó ba. Ba mình khóc mặt đâu có xấu đâu. Ba khóc chỉ thấy ghê thôi à. Ba. Ê. Hả? Ba sao ba? Ba. Sao vậy? Ủa? Sao ba xé di chúc? Ba sao ba đổi? Sao ba xé tiền của con? Dạ. Ba đổi ý, ba không cho tiền tụi con nữa hả? Ba đổi ý hả ba? Tụi con tập sao hát ba? Cực khổ lắm ba ơi. Trời hát bè khó lắm đó ba. các con cứ để cho ba khóc. Ba khóc thì ba rất hối hận. Hối hận cái gì ba? Từ lúc về Việt Nam, ba thấy ba rất có lỗi với các con. Ba đâu còn tiền cho các con nữa. Trời ơi. Hả? Ba không còn tiền? Vậy ba viết cái gì trong di chúc? Ba viết cái gì ba? Nợ. What did you say? Ba viết di chúc không phải là ba để tiền cho các con, mà là viết di chúc để các con trả nợ giùm ba đó. Các con biết không, căn nhà này ba cũng đem cầm cho ngân hàng rồi, lấy hết tiền equity ra xài, sớm muộn gì cũng bị nhà băng kéo. Ba nợ thẻ tín dụng, ba còn mượn tiền hơn 100.000 đô của một công ty tư với lãi suất cắt cổ. Nếu không thanh toán, ba sợ xã hội đen sẽ thanh toán ba đó. Ba nghe ba đổ bệnh luôn rồi. 300.000, 300.000 mà ba xài gì? Ba xài dữ vậy? Bộ bây giờ hot girl nó lên giá dữ lắm hả ba? Cây trẻ Việt Nam tụi nó lừa ba. Giờ ba về đây ba lừa tụi con hả? Con không tin. Ba thử lòng tụi con thôi phải không? 300.000 mà xài cái gì mà lẹ dữ vậy? Thôi chết rồi. Tôi Quỳnh Hùng Hậu để lại số nợ cho con trai duy nhất. Duy nhất mình không hưởng à? Mình quá rồi trời ơi, chị ơi. Quỳnh Văn Hái nợ Bank of America 150.000. Hết bệnh rồi phải không? Hết bệnh rồi. Khỏe liền. Tới mày nè qua. Hàng kế tiếp. Bệnh nặng lại rồi hả chị? Quỳnh Thị Hoa số nợ của vai dịch lon 80.000. Theo xe cấp cứu. Thế có mày nữa Út ơi. Trời ơi. Tôi cũng có phần nữa hả? Tôi là Út chắc tôi ít nhất nè. Quỳnh Thị Hồng trả nợ cho xã hội đen, không trả sẽ bị chém liền tại chỗ. 200. Cái gì vậy ba? Sao không công bằng vậy? Nó là Út thôi mà sao nó trả 200 vậy? Ba thiên vị vậy sao nó có 200 đồng vậy ba? 200.000 đô la đó mấy ông bà nội. Út nó hốt hết. 200 hả? Vậy được á. Chấn động quá khóc hết nổi. Ba nghĩ con là ai vậy? Con chỉ là một cái con thợ neo thôi. Ngày nào con cũng ngồi con giũa lẻ loi một mình. Mà còn không lòi ra 200 đô. Lấy đâu mà 200.000 mà trả nợ cho ba? Cha con ruột thịt gì mà chơi kỳ vậy trời? Cha điểu với tôi á không? Đừng bao giờ gọi tôi là con nữa nha. Nhìn mặt cha con là thấy không liên quan với nhau rồi. Người mặc trái xoan, người mặc trái dừa. Trái dừa làm ơn đừng đi tìm trái xoan nha trái dừa. Bực quá đi lộn cửa thấy không? Cứ cười này chắc đi vô nhà thương điên luôn quá. Vậy mà nãy can đảm hát chung nhóm tứ ca. các con chớ bao giờ dối gian. Ba là không có dối gian, ba nằm trong cái diện lừa đảo. Ba nghĩ làm sao? Ba biết tôi bị xuyển tiền mà, nỡ lòng nào kêu về chia của. Không có của chia mà chia nợ. Ba làm ơn đừng bao giờ gọi phone và text message cho con nữa. Delete số điện thoại của con liền. Quyết riết cả nó tới đầu hẻm còn sống không nữa. Út ơi, kêu em chị xe cấp cứu Út ơi. Đã biết Việt Nam là cái nơi nhiều cạm bẫy, bao nhiêu người về rồi tán gia bại sản, vậy mà cũng bỏ con bỏ cháu, ôm tiền về Việt Nam hưởng lạc, rồi bây giờ trắng tay mới bò về đây. Ba à ba, con nói cho ba biết, ba thiếu tiền nợ xã hội đen thì ba ráng lo kiếm tiền mà ba trả nó. Ba không có tiền trả nó chém ba chết thì ba ráng mà ba chịu, cho ba chết không có chỗ chôn. Alo, chủ chạy hòm hả? Tôi Quỳnh Văn Hải. Hồi nãy tôi đặt cái hòm 2 class á. Thôi cancel. Cái gì? Kệ, chết thì bỏ chiếu chôn. Ba, tụi con xin lỗi ba. Hồi nãy tụi con nóng bắn quá, tụi con nói về thôi, chứ tụi con thương ba nhiều lắm. Có một mình ba, tụi con không thương không lo cho ba, còn ai lo cho ba nữa. Con chỉ có trách một điều á, sao ba không nói thiệt với tụi con ngay lúc đầu, để tụi con biết mà còn lo liệu giúp cho ba. Con xin lỗi. Nhưng mà tại ba, con cái mà ba lừa tụi con vậy. Nhưng có chuyện gì thì ba cứ nói, tụi con mới giúp cho ba được chứ. Ba, quay lại con ngàn lần xin lỗi ba nha ba. Mình cũng hơi quá đáng. Mà cũng tại ba, người ta chết người ta giết di chúc để tiền, ba chơi ngược ba để nợ. Thôi các con đừng có nói nữa, ba biết lỗi rồi. Bây giờ ba chỉ mong các con giúp đỡ ba thôi. Thì đó, Bởi vậy anh em con đi mà cũng đâu có đành lòng đâu, cũng bàn bạc rồi cũng suy nghĩ trăn trở rồi quay lại đây nè. Bây giờ con quyết định không có trả nợ cho ba, để ba trở thành Hamlet thời gian đi, để ba sám hối tội lỗi của mình. Mày nói vậy mà nghe được hả Hồng? Dẫu gì ba cũng là ba của tụi mình. Mày để ba đi homeless ngoài đường rồi người ta nói anh em mình bất hiếu biết không? Thấy ba cũng còn khỏe mạnh sung lắm mà, để ba ra hôm thì bô đứng đi. Ơi nào cũng có người mướn ba về quân giác hay cắt cỏ. Trời đất ơi, con cái gì đâu mà hợp cho đã mà quay trở lại nói trước quốc à. Tình trạng mà hai người để ba vậy hả? Ta để ba cho sáo đen chém cho rồi. Cái gì vậy? Con ơi, mấy con không giúp ba là sao đen chém ba thiệt đó. Đó, chém chết thì chôn. Không có tiền chôn rồi tụi con thiêu. Không có tiền thiêu nữa anh Hai. Vậy? Hỏi nhà Hoàng con có nhận Medicare không? Trời ơi, nói gì mà nói tệ vậy? Mày không lo được cho ba, để chị lo. Không sao đâu, có gì nằm xuống con sẽ mua cho ba cái hòm Saisimo. Chịu khó ba nằm chật một chút xíu à. Trời ơi, chết rồi mà cũng phải nằm chai nhỏ nữa sao? Khổ quá trời ơi. Ba, tụi con thì con ghẹo ba đó. Ghẹo ba mà. Quẹo ba thôi mà làm gì ba sợ gì. Trả nợ cho mà. Tụi con quyết định vô đây là phải giúp cho ba. Chứ vô đây sao làm gì, chứ không lẽ vô không vậy thôi. Bán nhà bán cửa cũng phải trả nợ cho ba. Nè con nói ba nghe, bây giờ đó cái nhà này á thì mình cứ để cho nhà băng nó kéo đi. Đó, rồi cái nợ của ba đó, ba anh em tụi con có nhiều thì bỏ vô nhiều, có ít bỏ vô ít. Đó. Rồi 5-7 năm thì mình cũng trả hết cái số nợ đó. Con trả cho ba. Còn ba đó, con tính là chia ba thành 3 khúc. Mỗi đứa rỉnh khúc về nuôi mày. Trời ơi, con ơi con làm gì sao giống ngũ mã phân thây vậy con? Không được đâu. Ý con nói đó là coi như mỗi đứa đem ba về nuôi vài tháng. Vậy được không? Vậy được đó ba. Thấy sao Út? Thằng Tuần á, đi chợ tôi phải cất từng cái cúp bông để mua on sale. Mua hộp rồi ăn nửa hộp rồi trả. Giả bộ chơi dở để tiết kiệm từng đồng bạc. Bây giờ ngồi đây trả nợ cho ba 200.000 đô. Loài con mắt con ra luôn á. Ta thử ba tính giùm con đi. Con vũa bàn tay chân rồi con lấy có 20 đồng à. Nè, giờ con vũa nguyên cái rạp này cũng đủ trả tiền nợ cho ba nó. Thôi, mày khùng quá. Đủ mà. Bao nhiêu đây còn tiền tiếp làm chi? Trời ơi. Trời ơi, tính lên chứ sợ ba không giỡn nữa. Thôi, giờ con thấy vậy nè đó. Giờ ba có công lo cho tụi mình qua bên đây tụi mình mới được như ngày hôm nay. Thì bây giờ cái như mình lo lại trách nhiệm của tụi mình thôi. Tại hả ba biết không, người ta nói hả, trong gia đình nào cũng vậy, ai cũng chỉ có một cha một mẹ thôi. Tụi con phải ráng lo cho ba cho mẹ chứ đâu có bất hiếu được đâu, đúng không ba? Con cảm ơn các ba các má. Hả? Ba mừng quá, ba nói lộn. Cái gì vậy? Ba cảm ơn các con. Bị mừng quá, thế ba con giúp ba mừng. Rồi, thôi giờ ba hứa với tụi con đi. Ba không có về Việt Nam nữa. Anh em tụi con là lo cái gì cũng lo cho ba hết. Được rồi, ba hứa với các con. Ba không về Việt Nam nữa. Hứa chắc phải không ba? Hứa chắc mà, đừng có tin ba đi. Dứt khoát không về. Bị hết siêu quách thì về sao nổi. Trời ơi trời. Giỡn thôi. Kiều ba về tới thôi. Việt Kiều về nè ba. Trời ơi sao Việt Kiều mà ai đón rước vậy? Việt Kiều về tới ba ơi, con gái ba nè. Thôi Kiều về ba ơi. Thôi Tết lại đi Hồng ơi. Gì vậy? Trời ơi tao nói nhìn là biết Việt Kiều rồi. Người Việt Nam có ai bận áo đầm dài 4 mét mà lết từ phi trường về tới đây hết á. Cũng hơi là nãy em đạp đứt cái đuôi rồi, chứ còn không chắc khuya mới bò vô tới nhà. Không có biết cái gì hết trơn á. Việt Kiều là phải bận áo đầm. Tiếng Mỹ cứ sủa mọi người phục ta, ông bà cô bác mẹ cha cứ du hết thải mới ra Việt Kiều. Công nhận nha. Việt Kiều là phải du du mi mi là phải bận áo đầm cho ta biết mình Việt Kiều ấy không? Đó, nhìn là biết Việt Kiều rồi. Tao nói cái fashion của Việt Kiều nó lạ làm sao, nó lố làm sao vậy đó. Hào lố. Cô Hồng ơi, cái này là áo đầm hay áo dài mất nguyên cái phỉnh trước rồi. Thì khúc dưới của tôi là khúc trên của ông đó. Làm sao? Tôi cắt được chỗ này tôi mới mai cho ông cáo quết y chang đó, không thấy hả? Ủa? Cái gì? Ăn ở sao mà Việt Kiều vậy, không thấy ai tiếp rước hết vậy nè. Có, tôi báo với ba tôi rồi là sáng nay tôi về nè. Mà bị hôm qua hãng máy bay nó kêu tôi về sớm nửa ngày đi, nó xếp cho tôi được 40 đô. Trời, tôi nghe xếp 40 đô tôi mừng quá trời luôn. Tôi đổi cho nên quên báo với ba. Đó, mà ông về nhà tôi giờ là có phước lắm nha. Dạ? Ngày xưa nhà tôi không có được như vậy đâu. Đó, nhờ tôi qua bển tôi cài cực khổ tôi gửi tiền về, mà hôm nay ba tôi đổ cái nền nè. Chứ mọi lần ngày đó mưa hạ nước nó ngập lên đầu gối luôn. Trời. Đó, cái tôi ráng tôi cài mỗi lần tôi gửi tiền cái mua món. Trời, sau kỳ này ba tôi mua nhiều cái chuối cây dừa dữ trời. Biết bao đâu em. Nhưng mà điều quan trọng nè, cái dặn này nha, tôi mướn ông về đây, ông làm chồng của tôi, mà ông phải đóng kịch làm sao mà ba tôi tin được á. Tôi với ông là hai vợ chồng, nói nghe nè. Gì nữa? Điều quan trọng là cả cái xóm này nha, có một hai gia đình đó là có thân nhân là đi nước ngoài thôi, có một hai Việt Kiều thôi, cho nên là ba tôi bắt ổng hãnh diện lắm. Ổng đi khoe khắp xóm tôi là con gái ổng thành đạt ở bên nước Mỹ, cho nên ông có đóng làm ơn đóng cho giống nha, cho chồng tôi cho ra nha. Đó, bao nhiêu trai thẳng vậy không có đi mướn, tự nhiên đi mướn tôi làm chi, rồi giờ kia tôi cố gắng làm sao kỳ cục. Nghĩ sao trời, mướn chạy công chứ mướn chạy thẳng về tối nó làm chuyện ác với tôi sao, chứ không phải tại tôi đẹp trai bảnh quá mà mướn tôi phải không? Nhà tôi không có cái kiến mà được cái có cái mương đằng trước nè, ông soi cái mặt ông đi, ông tự tin quá. Để coi lại coi. Gì vậy? Nước kia chạy ở dưới mương, trên đời có ai đẹp lạ thường bằng ta. Người đẹp chẳng ở đâu xa, hình dưới mặt nước là con cá tra chết sình. Tự tin quá. Cá tra chết sình vậy ra mà có người năn nỉ xin làm chồng. Trời ơi, cái ớn không? Trời ơi, cũng ai là về đây cho bển các ông dành áo đầm ở mặt với tôi quá. Nói nghe nè. Gì? Người ta Việt Kiều, người ta đi mấy chục năm về nước, người ta hay ngơ ngơ, rồi người ta hỏi mấy câu ngu ngơ dữ lắm. Ông ranh quá ba tôi không có tin đâu. Phải hỏi ngơ ngơ ngắt ngát á. Muốn ngu ngơ, có ngu ngơ liền. Hỏi hả? Hỏi nghe. Ồ, trái này, trái gì vậy ta? Trời. Hỏi gì không hỏi. Trời ơi, cả thế giới ai không biết cái này cái ổi, mà ông hỏi cũng như không à. Lựu đạn đó đó, cầm banh thay ông giờ à. Không thích cái đó tôi hỏi cái khác. Trái này ăn làm sao? Nổi điên không? Thanh Long mà hỏi ăn sao? Ăn nhã hộ. Hỏi là cái điếc rồi à. Thanh Long hỏi ăn sao? Ông ra kêu nhã hộ cái đời, ông nội ông có hết con trái không? Hỏi nó cũng lố nữa, kiếm cái gì nó đơn giản nên người ta hỏi. Sao khó quá à, mướn có 500 làm chồng mà sao khó hành hạ đủ điều, mệt quá à. Trời ơi, làm ơn gồng giùm tôi cái đi, ông ơi. Mướn 500, ở bên bển ông thất nghiệp, lâu lâu đi cắt cỏ một tháng được nhiêu? 800. Đó, tháng có 800 mà tôi bao ăn bao ở rồi bao vé máy bay khứ hồi nữa. Mà ông là bạn thân của tôi, nó ông giúp giùm tôi cái nha. Ông làm sao coi cho êm nha. Giúp thì giúp, nhưng mà bà ly dị rồi, tôi nói cho bà nghe. Cái chuyện ly dị là chuyện thường tình thế thôi, thấy không? Đâu có gì đâu xấu xa, giống như tôi vậy. Lấy cái ly dị, nhiều khi chưa lấy tôi đã ly dị rồi. Trời đất ơi. Phải không? Hay người ta ly dị bà? Sao chị xúc phạm em? Giống quỷ không? Ê, nói nghe nè, sao ly dị có gì đâu xấu, không nói trong già không biết đi. Trời đất ơi, ông cứ đóng là chồng tôi là được rồi. Trời ơi, ba tôi lúc nào cũng hãnh diện là tôi là người thành đạt bên nước Mỹ đã vậy còn gia đình hạnh phúc nữa. Đừng có báo ba tôi biết nha, ba tôi bị tim đó. Cứ diễn kịch giùm tôi đi, gán giúp tôi đi. Thôi giúp thì giúp, nhưng mà thôi rủ với ông già không về, ông hỏi tôi làm nghề gì tôi nói làm sao. Nè, ba tôi á là ông kỹ cái nghề cắt cỏ lắm nha không? Ông nói nghề đó mất mặt. Ông kiếm nghề gì ông nói đại đi, đừng nói làm nghề cắt cỏ. Ê ông già, bà thích nổ vậy tôi chăm ngồi cho nó đổ banh nhà lòng luôn. Tôi nói tôi làm bác sĩ nha. Trời, tôi lại ông. Mấy người già người ta khoái khám bệnh lắm, lỡ ông kêu khám rồi sao? Thì còn tùy. Tùy gì nữa? Tùy kỳ coi nhan sắc của ba bà, hãy đẹp thì tôi khám mà xấu miệng bà. Trời đất ơi. Ác thấy sợ không? Già ông bỏ nhỏ ông tha. Thôi làm ơn giùm tôi đi. Gì ông nữa? Kiếm cái nghề gì mà Ê, kiếm cái nghề này trong chính phủ đi à. Nhiều người ta không có biết cái chức vụ. Ông ấy ông nói đại ông làm FBI được luôn. Tôi bắt bà đầu tiên hết á. Sao ạ? Cái mặt bà vàng thấy bà nội à. Trời, nghĩ sao tướng về kêu đi làm FBI. Cầm cái súng sao nổi má. Trời ơi, nghĩ sao vậy? À, nói nghe nè. Hôm ấy tôi nói tôi làm IPD nha. Hồi đó tới giờ tôi đâu thấy nghề nào nghề IPD. IPD là nghề gì? IMBD. À, vậy cho vô lòng bà. Ừ, nha. Nè, đừng có giỡn nữa nha. Gồng lên giùm tôi đi. Gồng đó. Ai qua vậy? Alo, có ai ở nhà không? Ai hả? À, chị Hai. Đứng lại. Trời, làm gì nhào vô xối xả vậy? Ai đây? Chị không nhớ em hả? Không. Em uống rớt nè. Rớt nào? Trời ơi, hồi đó má em có chữa đó. Đi qua nhà chị, đẻ trước cửa nhà chị luôn đó. Cháu của ông Sáu nè, con đúng chị rồi. Ba Lẹ phải không? Đúng rồi. Trời ơi, chị Ba Lẹ là bạn cùng trang lứa với tôi. Đẻ rớt trước cửa nhà chị đấy hả? Dạ, nhờ lúc đó chị thương người, chị đem má em lên bệnh viện. Nhờ đó mà em sống tới giờ luôn á. Vậy hả? Nguyên cái xóm này ai cũng kêu em bằng út rác hết trơn. Trời ơi, lanh dễ sợ. Tôi có thằng trai thì chắc tôi cưng chết luôn á. Ủa mà sao biết chị Hồng về đây mà chạy qua hay vậy? Sao không biết? Ba chị á, mấy ngày nay nè đi á, khắp xóm quảng cáo là ở nhà có Việt Kiều về. Mà quảng cáo bằng miệng ba chị chịu không nổi, mướn thêm cái loa nữa. Vậy hả? Dạ. Hay quá ta. Cho nên em mới biết là Việt Kiều về thế nào cũng là chị, cho nên em chạy qua đây xin sô-cô-la của chị đó. Trời ơi, yên tâm chị. Ủa mà sao nhìn cái mặt quen quá vậy ta? Ở trên đĩa hoài mà sao không quen? Ở trên đĩa hoài mà sao không quen? Trời, đừng nói tôi này là bé Châu nha. Châu bò gì ở đây chị? Tên em đẹp gần chết, tên Nguyễn Quy. Châu bò gì ở đây? Ủa, Nguyễn Quy hả? Dạ. Em là Nguyễn Quy? Dạ. Trời ơi, anh thần tượng em lắm luôn á. Trời, anh thích em lắm. Coi này, anh hết cái tóc giống em luôn, y chang luôn nè, thấy không? Hồng Thầy giống Nguyễn Quy không? Cái tóc giống mà cái mặt ha, cái mặt xấu quá, chịu nổi. Con ta đẹp cũng vậy, dễ thương vậy. Nguyễn Quy phải không? Dạ. Thôi đừng thấy người sang bắt hoàng làm họ. Thấy tôi mê cái thằng đó cái nhận phải không? Không, em bé Nguyễn Quy chính gốc 100%. Thôi tôi không tin đâu, tôi coi băng đĩa hoài, tôi không có tin đâu. Giờ làm gì cho tôi tin đi. Vậy em sẽ hát cho chị nghe một bài. Nhưng chị nhớ cho em hộp sô-cô-la nghe. Trời, hát hay tôi cho 10 hộp luôn chứ đừng nói hộp. Chị hứa đó nha. Hứa mà. Làm gì vậy? Trời ơi, không biết hát có hay không mà sao sắm tuồng dữ dội trời. Trời ơi, người ta hát phải lấy hơi từ từ chứ chị. Ủa vậy hả? Đó, hát chị nghe coi. Giờ mới hát nè. Rồi. Dốc hết tiếng nơi ta trà nơ nơ. Trời ơi, thấy ổn không? Dốc hết tiếng nơi ta trà nơ nơ. Trà hết tiếng tôi còn nơ không thôi. Trời, lắc hả dễ sợ, lắc hả? Lắc hả một loa dày nở tinh xa. Tóc trắng bạc mau dày nở yêu nhau. Anh nào biết ngày sau cả nở tình nhau. Quen quá. Anh ra hết cho người. Anh ra luôn mắt môi nụ cười. Ra xong còn bộ xương khô. Trời, hay ghê. Ủa mà sao hát rồi nằm xảy lai vậy? Cái đó là cái style của người ta đó chị. Ủa vậy hả? Chị không biết chú Hoài Linh hả? Sao? Ông hát xong bài đó ông nằm sải lai mà hơi ổng dài. Ông hát xong nằm sải lai mà hơi ổng dài. Dạ. Mà sao con cũng nằm mà sao hơi ngắn ngủi vậy? Tại mệt quá. Vừa hát vừa nhảy, sức nào mà chịu cho nổi. Vậy hả? Mà không thấy hộp sô-cô-la đâu hết trơn. Trời, biết gà dễ sợ không? Không phải một hộp đâu nha, hát hay vậy cho nguyên vali luôn. Anh lấy nguyên vali cho em. Thôi anh để đó đi. Sao? Bây giờ em phải giúp chị một việc. Giúp gì nữa? Tại hồi đó chị giúp má em, bây giờ em giúp lại chị. Trời ơi, có duyên không? Sao? Là kêu ba chị về cho chị. Biết ba tôi đâu mà kêu? Sao không biết, ba chị á chèo xuồng lên xóm trên quảng cáo chị về á. Vậy hả? Rồi giờ đi qua bển bằng cách nào? Chèo xuồng. Chèo xuồng được không? Hên xui. Trời đất ơi. Trời, chèo xuồng mà la hên xui. Thôi giờ tôi tính vậy nè. Anh đứng ở bên đây bờ rồi kêu chú Tư về được rồi, đừng có chèo qua bển nguy hiểm nghe. Chị đừng lo, hơi em mạnh. Rồi, kêu giùm hen. Tôi nghi và lắm đó bà. Thằng quỷ. Trời ơi, gồng lên à. Múa hoài ra con nít nó còn biết nữa, gồng lên cứng cáp lên. Đang gồng nè. Gồng lên tôi cái. Ê, ba tôi về, ba tôi về. Ờ, ba về, ba về. Gồng đầu lên. Thôi. Ba. Ba. Trời ơi, cha già dấu yêu. Con thương ba quá trời luôn á. Trời ơi, cái mặt này mà hôn đến ngày mai mới hết nè. Đúng vậy. Ông làm lố, anh có ngộ quá à. Cái này ba em chứ bọn anh để em mừng chút xíu thôi. Làm gì cũng lố hơn em hết trơn à. Ba. Bà lố hơn tôi nữa đó. Lố à. Trời ơi, ba ơi, vợ chồng con mừng quá, gặp ba về mừng quá. Ngồi ba. Ngồi. Ba đi đâu sớm mới giờ vậy? Trời đất ơi, tưởng tụi con chiều mới về nên ba lật đật thông báo cho lối xóm biết. Vậy hả ba? Trời. Nhưng mà ba sợ không kịp. Ba mới ghé lên phường. Dạ sao ba? Mượn cái loa. Chi vậy? Để phóng thanh cho nó lẹ. Trời đất ơi. Rồi ba phóng nổi chưa? Không ấy, ba đưa cái loa đây con ra con phóng thanh giùm ba. Chi vậy? Nói Việt Kiều về cho ba vui. Ba. Trời, mới sáng sớm mà ba đi đâu, con trèo noi lội suối chỉ chân mồ hôi một kia nó chạy nhiễu nhão vậy, thấy thương nó sức luôn vậy. Trời ơi. Chồng con á, ổng lố lắm bà ơi. Miếng củ hay ớn không? Ổng lấy khăn, ổng nhúng nước rồi ổng dắt vậy đó. Thương ba quá, vợ chồng dạ. Con thương ba. Rồi cái chồng con lâu lâu về, ổng làm cho ba vui vậy mà. Dạ. Ba khỏe ha ba ha. Nè. Dạ. Thằng rể ba đó, tên gì ba quên rồi ta? Dạ, Trần Mạnh Hùng. Tên cứng cáp đó bà. Trần Mạnh Hùng. Nghe cái tên nó oai sao đâu á. Bác khỏe không bác? Con sao vậy? Dạ con đi xa về thay đổi thời tiết nó ho ba. Em mới ho nó mình, em mới ho. Nè. Dạ. Mày là rể tao sao mày kêu tao bằng bác? Bà thông cảm, lâu quá mới gặp ba lần, con chưa quen miệng. Gặp một lần cái gì? Dạ. Hai đứa bay lấy nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ mới sáng nay nè. Cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy con? Nó chuyển qua ho gà sao ba, nó ho quá, em ho hoài đó mình. Dạ, tại chồng con bay trên máy bay á ba, rồi nhiều khi cái không khí làm cho ổ tai nó ù. Dạ, thật ra là vợ chồng con cưới nhau được 3 năm. Vậy là mấy năm? Dạ 2 năm quen, 3 năm cưới. Dạ. Sao tôi nhìn cái mặt nó thấy khác? Không giống. Dạ giống chứ ba. Sao ba nói sao chứ giống chứ? Ba chắc tại lúc trước con chưa niềng răng đó ba. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi ba. Dạ đúng rồi. Niềng răng có phải là làm cho răng dài đó không con? Dạ không có. Chứ dạ sao? Niềng răng là làm cho răng nó ngắn lại, với lại cái hàm nó thung vô. Thằng này răng chưa niềng chắc giống cái máy hiên che mưa nè. Dạ chồng con không đẹp nhưng mà được cái lạ ba, hàng vậy lạ hả? Dạ. Lâu ngày quá ba quên không biết thằng rể của ba nó làm nghề gì con ha. Dạ luật sư. Trời. Cái gì vậy? Bị gì vậy? Ta nói đi về thời tiết có thay đổi con vợt bẻ. Dạ. Nè con. Dạ. Luật sư á, bên Mỹ kiếm nhiều tiền mà bên này chưa có thịnh hành lắm. Ơi ba lo gì, ở bên bển con cãi cũng được mà về đây cãi không được, con chửi không được, nắm đầu quýnh tơi tả. Cái gì ghê vậy con? Dạ đúng rồi ba, chồng con luật sư giỏi mà. Ổng hay lắm, người ta ra tòa người ta kiện nhau nhiều khi hai bên người ta kiện qua kiện lại cái người ta nóng, người ta nắm đầu người ta quánh. Dạ. Mà chồng con giỏi lắm, chồng con vừa mới xuất hiện một cái nó ngưng quánh, nó coi chồng con đi cấp cứu sao. Sao vậy? Dạ không, chồng con cãi mà nó ngưng luôn đó, rồi ảnh mệt ảnh về đi cấp cứu vô nước biển. Dạ. Giỏi lắm ba, luật sư giỏi. Nè con. Dạ. Con làm luật sư chuyên môn về luật gì? Dạ luật giang hồ. Cái gì vậy? Dạ không có, ở ngoài giang hồ hỏi có chuyện gì cái mời ba, mời chồng con á ba. Dạ mời chồng con tới cho nên riết người ta quen miệng. Dạ. Hay gặp cái người ta kêu bằng cái thân tình vậy đó, kêu luật sư giang hồ, luật giang hồ. Dạ vậy đó ba, vậy đó ba. Nói chuyện rễ này nhức đầu quá. Dạ. Luật sư đó ba. Dạ. Luật sư ha. Dạ. Ba làm gì vậy? Anh khoe. Trời đất ơi. Alo. Anh Sáu hả? Ừ. Con gái Việt Kiều tôi về rồi, có thằng chồng đi theo nữa. Trời ơi, rể tôi là luật sư nha, tầm cỡ chứ không phải tầm thường nha. Nó cãi tầm bậy không à? Không có, con gái tôi nói chuyện tầm phào mà. Dạ. Tầm khoảng mấy giờ anh qua đó tôi chờ. Không thôi anh nói tôi tầm xàm. À vậy thôi nha. Sáu. Dạ. Rồi qua thăm, nhưng mà ba nói là để chừng nào con xây xong nhà mới rồi ăn tận gia luôn. Ôi ba, chuyến này Hồng về đó, Hồng cất cái nhà lầu 40 tầng cho ba ở đó. Dạ không có, dạ không có, dạ có 4 tầng à. 40 tầng là chồng con mơ ước. Dạ, anh mơ ước anh xây 40 tầng, anh leo chở anh nhảy xuống cho nó khỏe. Thằng này lính nhảy dù hả? Dạ đâu có, nhảy dây. Ê, đâu có, nhảy dây cho nó thể thao, buổi sáng mình chơi nhảy dây cho thể thao. Thể thao ba, thể thao. Dạ, dạ. Gì nữa vậy ba? Khoe nữa. Trời ơi, khoe gì nữa? Sao ơi? Ừ. À thôi khỏi qua. Để chừng nào mà con gái tôi đã xây xong nhà mới rồi qua ăn tân gia luôn. Ừ, chừng nào qua tôi dẫn anh lên phòng tôi nghe không? Bên anh có cái LCD 549 inch gì? Con gái tôi mua 50 inch luôn. Ừ. Hơn anh inch chứ mấy. Bên anh cái PlayStation số mấy? Number 1 hả? Con gái tôi mua number 10 luôn. Trời ơi. Ừ. À, bên anh có con chó bẹt dê xà mâu phải không? Con gái tôi mua cô Chihuahua. Ừ, để chiều ăn cơm xong rồi bọng chó là đường cho ta thấy mình sành điệu. Ừ, vậy thôi nha. Ba ơi, ba bộ tự nhiên ba thích nuôi chó hả ba? Trời ơi con tưởng tượng đi, chiều ăn cơm xong ba bồng con chó ra đường. Thôi bỏ đi. Ủa sao ba không thích nữa hả ba? Thôi. Sao vậy? Bồng chó ra đường rồi ta nhìn ta không biết con nào Chihuahua, con nào lặn chó mặt sệ. Ồ, sệ thiệt ba. Mày rảnh quá. Nè. Dạ. Nhớ cái thằng Quân con chú Sáu không? Quân nào? Thằng hồi nhỏ 3 tuổi mà ở trường 80 với con đó. Thằng... À con nhớ rồi, Quân con chú Sáu, Quân đầu ghẻ thôi. Ừ, con nhớ rồi. Nó đó. Trời đất ơi, con biết không? Nè. Dạ. Nó qua Mỹ, nó cũng ở Cali chỗ con đó. Vậy hả ba? Mà nó qua 10 năm rồi. Mà ông Sáu cứ giấu hoài. Dạ. Tại vì ổng sợ á, là con ổng lương một tháng có chưa tới 1.000 nữa. Trời đất ơi. Trời ơi, bên Mỹ mà lương cách một tháng chưa tới 1.000 sao sống ba? Dạ, nhưng mà ảnh làm nghề gì ba? Cắt cỏ. Cái gì vậy? Dạ. Dọt mẹ ba. Dạ, dạ. Hai bay bệnh giống nhau á. Dạ, hai chồng con bị dị ứng cái từ đó hay sao ba? Dạ. Ba biết sao không ba? Bên Mỹ đó nha ba, tôi nói nghề cắt cỏ đó nha là phải đòi hỏi bàn tay nghệ thuật. Tôi nói phải có một cái bàn tay khéo léo. Mình làm landscaping mà ba, mình làm đẹp cho thành phố. Đó, đúng rồi ba. Vậy mà ông Sáu mắc cỡ. Đi đâu người ta hỏi ông cũng giấu là con ông cắt cỏ hết trơn á. Ủa sao vậy ba? Ông sợ nói ra rồi người ta sỉ nhục hả? Ông sợ nói ra người ta khinh dễ ổng. Trời ơi, cỏ là nghề làm đẹp cho mọi người mà tại sao là ai mà khinh rẻ người cắt cỏ vậy ba? Ba nói đi, ai khi dễ người cắt cỏ nói con đập vô mặt nó liền á. Đập vô mặt ai vậy con? Dạ không có, tại tánh ảnh nóng, anh hay ra tòa anh cãi á ba. Dạ chứ không có gì đâu ba. Chồng con vậy mà ra tòa cãi lộn với tòa vậy đó, rồi quen cái tánh rồi. Dạ, anh hay binh người nghèo lắm. Ở nhà con cũng vậy à, nhiều khi tối đang ngủ vậy cái bực mình lên đang ngồi dậy tự cãi xong nhoi xuống giường, xong từ dưới giường phóng lên, từ trên giường phóng xuống nha, làm suốt đêm không ai ngủ được gì trơn ba. Dạ vậy đó ba. Về phóng lên phóng xuống mỗi đêm vậy mà giờ này tao chưa có cháu ngoại bọc. Thôi. Dạ. Là nhắc cái vụ ngủ tôi mới nhớ. Dạ. Tối nay hai đứa chịu khó ngủ cái phòng của Hồng cũ nghe không? Dạ. Cái giường nó hơi nhỏ một chút nhưng mà ráng gối ghém ngủ cho gọn gàng. Dạ không sao đâu ba. Trời, phòng của con mà nếu ngủ không vừa á con kêu ảnh xuống đất anh nằm. Cái gì? Ba, ông ấy tới rồi con xuống ngủ với ba nha. Được. Tối tâm sự ha. Ê ba, vậy thôi khỏi. Sao vậy? Dạ thôi khỏi. Để lâu ngày để tâm sự. Dạ thôi để anh ngủ với con chứ ngủ với ba ngày mai con dám nhìn mặt bà. Nói lắm. Tại sao? Thôi nói tới đây được rồi. Vậy là hiểu rồi, anh tới ngủ với em nha. Dạ, vợ chồng con giỡn chơi vậy mà ha ba ha. Thôi, tụi bay vợ chồng tôi muốn ngủ ra sao ngủ? Dạ. Tại tụi bay. Dạ. Giờ tới phiên tao à. Ba gì nữa ba? Bữa nay ngày vui là phải đi ăn. Dạ. Phải ăn nhà hàng 5 sao. Ê, ở nhà đi con xào nấm cho ba ăn được rồi. Trời ơi, Việt Kiều là phải ăn nhà hàng 5 sao. Dạ dạ. Nấm cái gì? Alo, nhà hàng 5 sao hả? Ừ, cho tôi hỏi thăm chút coi. Biết nhà hàng nào 6-7 sao không? Trời ơi. Trời ơi, trời. Ừ. Chi hả? Để tôi biết tôi tới tôi ăn. Trời ơi. Bye ba. À, vậy thôi nha. Ê, trời, nó chửi quá mày. Chửi chứ còn gì nữa. Trời ơi, ba điện nhà hàng ta mà ba mà hỏi nhà hàng khác sao tao không chửi. À, tôi đặt 25 bàn nha. Cười. xạo quá, mới chữa xong cười. Dạ. Thôi nha. Ba 25 bàn sau gia đình mình ăn hết ba. À đúng rồi ba. Chết ta lộn. Dạ. Đặt một bàn mà 25 chỗ. 25 chỗ nhà đình cũng có 3 người sao không hội. Vừa ăn vừa lăn vừa nằm. Trời. Vậy mới là Như Kiều chứ. Dạ. Phải không? Dạ. Ừ. Đắt tao nhớ thôi mời ông Sáu đi. Trời ơi, mời ba mời gì? Chú Sáu đâu có đi được đâu mà ba mời. À tao quên. Ông bị ngồi xe lăn mà. Tao quên. Vậy ba ơi, giờ vậy ha, thôi giờ ba muốn đi ăn nhà hàng thì mình đi ăn nhà hàng ha anh ha. Rồi đi ăn nhà hàng, chờ tao chút xíu nha. Dạ, dạ. Bây giờ tụi bay bận đồ hồng phải không? Dạ. Tao vô tao quất bộ vét vào đầu vào tiếp. Dạ. Thấy không, chờ chút nha không? Dạ, dạ. Hồng ơi, không được rồi. Nói nghe nè Hồng ơi, bây giờ nghe lời tôi đi. Du cứ nói thiệt với ông già đi. Trời ơi, thấy ba thương Hồng quá mà. Mình nói thiệt đi. Không được đâu nha. Điều quan trọng là nãy giờ mình diễn vậy nè. Ba cũng tin rồi ha? Tin cái gì? Ông tin rồi. Mà tôi nói nghe nha, ba tôi á, ông bị tim mà còn bị máu cao nữa. Nhưng mà bây giờ tin tôi với ông là vợ chồng là vui rồi. Ông cứ tiếp tục vậy cho tôi đi, rồi về Mỹ tôi cho ông thêm tiền tê. Honesty is the best policy. Là cái gì? Không có cái gì bằng sự thật hết. Nghe lời tôi ha. Nói cho ông già biết đi. Thà rằng you nói một câu, không còn như lúc ban đầu, rồi you cứ bước cùng ai. Truyền tình của you này chìm trong xót xa. Còn ba bà đó, thà đau đau một lần rồi thôi, còn hơn ổng đau. Dạ dạ. Để lượt ổng. Trời ơi, hát hay quá, nhưng mà tôi cứ nói ông rồi, ông cứ giúp tôi đi. Cứ đóng y như vậy là được rồi, đừng có cãi tôi. Trời ơi, cứ nói thiệt trong già đi rồi ổng tha thứ cho, có cái gì đâu mà. Không có được đâu, ba tôi đặt hết niềm tin vô tôi rồi, ổng cứ y chí y vậy đi. Ba ra kìa. Ba chưa thay đồ hả? Khỏi ho. Mày ho giả hồi học máu bây giờ. Cậu á, cậu với tôi bằng bác đi. Dạ. Sao vậy ba? Ba ơi, ba buồn gì tụi con hả ba? Dạ. Ảnh là rể phải để cho anh kêu bằng ba chứ ba. Dạ đúng rồi. Thằng này bà rể cái gì? Nó là chị em với mày thì có. Bác kỳ quá bác. Nhìn là biết rồi. Tụi bay tưởng tao bà đuôi hả? Tao giả bộ coi tụi bay đóng kịch tao thế nào. Ai về tụi bay đóng kịch quá dở. Tại sao vậy không? Tại sao con gạt ba? Con đừng quên hồi đám cưới đó, con có gửi hình về cho ba mà. Cái hình có bao nhiêu đây thôi mà. Tại vì ba thương con, ba phóng lớn lên như vậy nè, để ngày nào ba cũng nhìn. Ba già chứ ba đâu có lẫn con. Con còn nói với ba là chồng con là nhà văn mà. Bà đại biểu. Dạ. Nè, đây mới là chồng con này. Thấy không? Giống cái gì? Dạ. Lối sớm còn nói là để con già ngang bằng ba mà. Tại sao lúc vợ chồng con ly dị có một người bạn luật sư giỏi như vậy hả? Mà sao không nhờ người ta giúp? Dạ con không phải luật sư. Chứ mẹ làm cái gì? Cắt cỏ. Tao dòm cái bàn não mày là giống như cái bàn cào, tao nghi rồi. Tại sao vậy Hồng? Nói cho ba nghe, bên Mỹ cũng có 2 căn nhà, 1 tiệm nail, Mercedes đời mới. Mấy thứ đó đâu hết rồi? Đâu hết rồi? Mất hết rồi ba. Ba ơi con xin lỗi ba. Con nào dám gạt ba đâu ba. Con biết là ba chỉ có một mình con. Ba đặt hết niềm tin vô con. Con không có má. Ba thương con. Ba thương con bằng tình thương của một người mẹ lẫn một người cha. Ba ơi, con biết ba đặt niềm tin vô con, cho nên con sợ, con không dám nói gì với ba hết trơn á. Con ra được một thân con một mình. Con cố gắng, con bươn chải, con làm đủ thứ mọi chuyện hết để làm sao thành công cho nở mày nở mặt ba. Mỗi lần con gọi điện về, ba vui, ba cười, con mừng dữ lắm. Mỗi lần con gọi điện về cho ba, con thấy ba chạy khắp xóm, ba quê với hàng xóm, ba hãnh diện về đứa con gái của ba. Cho nên khi con thất bại, con không có dám gọi chú ba. Con sợ ba buồn, con sợ ba mất mặt với lối xưa, con sợ ba bị bệnh tim, con sợ ba bị máu cao. Con muốn mỗi lần con gọi về cho ba, ba vẫn cười trong điện thoại với con. Con muốn mỗi lần con gọi cho ba, ba vẫn chạy đi và khoe khắp mọi người. Ba hãnh diện về con. Ba đã động lực cho con tiếp tục. Nhưng con có một thân quỳnh à, ở nơi xứ lạ quê người. Ba ơi, con cần lắm một tình cảm của người thân. Con xin lỗi ba, con không có nỡ gạt ba đâu ba. Không, con là con của ba mà. Từ lúc mẹ con mất, ba chỉ có mình con thôi. Con có bao nhiêu tuổi, con cũng là con của ba. Con có như thế nào mà vẫn lo cho con. Con đừng quên, đây là cái gốc. Những lúc con thành đạt hay là vấp ngã, ba luôn luôn bên cạnh con. Hồi lúc con thành đạt á, con có gửi cho ba một số tiền. Ba để dành, ba mua căn nhà quận nhất nè. Bây giờ ba nghĩ ba bán nó đi, rồi ba lấy hết tiền mới đưa cho con, để con trả nợ. Còn một số ít nữa con có thể làm vốn, làm lại từ đầu nha. Yeah. Ông ba ơi, con là con của ba, con không lo cho ba, sao con nợ con lấy đi hả ba? Con, ba để dành cho ai? Cho con đó. Ba không cần gì hết đâu nha. Nghe lời ba đi. Bây giờ nè. Dạ. Đừng có khóc nữa. Nói cho ba nghe, ba biết con là đứa con gái giỏi, tánh tình cũng cứng rắn lắm. Tại sao ra nông nổi vậy con? Ba ơi, kinh tế Mỹ lúc lên lúc xuống. Ừ. Con cũng giỏi lắm, con cố gắng lắm rồi. Lúc giá địa ốc nó lên á, cái con cầm nhà con lấy tiền đi đầu tư. Nên khi nó xuống á, mình đâu có giống như mình, tất cả giống như bị rớt cho một cái bẫy gì đâu ba. Ừ. Trả nợ ngân hàng đâu có nổi đâu, cho nên nó kéo nhà con đi rồi. Sau đó cái con cũng sang rẽ cái tiệm nail luôn. Ừ. Xe con cũng bán, rồi tình cảm con cũng đổ vỡ nữa ba, xăng lên nữa ba. Xăng lên mắc mới gì tới mày? Ủa mày bán xăng lậu hả? Không có. Ý con nói là xăng lên nè, rồi đồ ăn gì cũng lên, mọi thứ đều lên á. Ừ. Mà kinh tế xuống cho nên mọi người á mới thất bại dữ vậy. Mà trong số đó có con. Mà con cố gắng lắm rồi, nhưng mà con mất hết rồi ba. Thôi. Mà biết không, lúc mà ba kêu con về á, con sợ ba mất mặt cái lối sớm á, mà biết không? Sao? Cái con làm dữ dội lắm. Để con về đây cái ba mà khoe với hàng xóm là con vẫn thành đạt như xưa. Ừ. Con mướn ảnh đó chứ 500 á ba. Con không lấy tiền đâu, con đổi ý rồi. Ba ơi, con sợ ba mất mặt, con làm đủ thứ đó. Áo đầm này con may á, Tại vì con mới biết mai à, cho nên con cầm cái kéo con phập nó lên tới đây à. Mai là con nghĩ kịp, tại vì con phập nồi chắc lòi rúng luôn á. Ba ủa còn bộ vest của nó làm sao vậy? Dạ con cắt khúc này dư con mai dành cái vest luôn. Xung quanh nút không, con ngồi con kết nguyên đêm á ba. Còn ba cái túi LV đó má trên China không à. Ba ơi, ba đừng buồn con nha ba. Thôi ba không buồn con đâu. Bây giờ ba nói cho con nghe. Dạ. Cái căn nhà này á khỏi phải xây, tại là căn nhà tổ tiên mình để lại mà, cứ để vậy ha. Cùng lắm á là bà khóa cửa đi qua Mỹ ở với con, cho con có cái chỗ dựa tinh thần ha. Qua bển á thì có rau ăn rau, có mắm ăn mắm. Bác ở bên đó không có mắm nào ăn nha bác. Nhiều chuyện nha. Tao chưa tính tội mày đó. Tội gì? Tao nghĩ mày cũng là tốt, giúp con Hồng. Dạ. Được, tao bỏ qua đó. Nè. Dạ. Đi qua bệnh á rồi bác đưa theo phụ làm với con nha. Bác phụ con làm gì? Chỉ cỏ cho mày cắt. Úi trời, bác cắt cỏ quá hả? Con nữa. Dạ. Lo lấy chồng đi nghe chưa. Trời ơi, Mỹ bạn con vậy không sao lấy ba. Con giỡn hoài, kiếm người khác. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh và cha nằm ôm con sưởi ấm, những cành già nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối ra. Hay à, chịu cái câu chót đó. Dạ. Cái câu mà không bao giờ mà dối gian á, cái điều này là ba muốn dạy cho các con đó. Dạ. Thấy không? Dạ. Làm người á là phải trúng thực. Hả? Ủa không? Tự nhiên trúng thực chứ ba. Trúng thực. Dạ. Thấy chưa? Vậy, vậy cả nhà mình vui ba ha. Vui chưa? Vậy coi còn nhiêu tiền con dẫn cả nhà đi ăn hủ tiếu ha. Rồi. Yeah.